Hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài giảng hôm trước, cái bài giảng về cái nội dung giáo lý căn bản. Nội dung giáo lý căn bản, chúng ta đều biết rằng đó là Phật pháp đó, có nhiều cách nói, nói vắn tắt là chỉ có bài kinh Chuyển Pháp Luân đó. Bài pháp thoại đầu tiên của Đức Phật sau khi thành đạo đó, chỉ riêng cái bài Chuyển Pháp Luân là đã gom hết Phật pháp rồi. Không những Phật pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà của chư Phật ba đời mười phương được nằm gọn ở trong cái kinh Chuyển Pháp Luân. Ở trong đó ngài xác định bốn sự thật, mà mình không thấy được bốn sự thật đó, đó là đừng nói đến cái chuyện mà tu hành giải thoát gì hết. Cái sự thật đầu tiên đó, đó là mọi thứ ở đời này nó đều là khổ, gián tiếp hay là trực tiếp. Gián tiếp hay trực tiếp, mọi thứ ở đời này nó đều là khổ. Mà mọi thứ, cái chữ mọi thứ ở đây đó, mình gạch dưới, mọi thứ, chữ mọi rồi chữ thứ, mọi thứ ở đời này. Không bỏ sót cái gì hết, mọi thứ nó đều là khổ. Thì chữ khổ ở đây nó có nhiều nghĩa lắm, mà mình nói gọn thì nó có hai nghĩa. Một là khổ theo cái nghĩa cảm xúc, cảm giác, cái gì mà nó làm cho thân tâm mình là khó chịu, đau đớn, sợ hãi, thì tất cả những cái đó đều gọi là khổ, khổ theo cái nghĩa cảm xúc. Nhưng mà cái chữ khổ hiểu theo cái nghĩa thứ hai đó, nó là cái gì bất toàn, bất trắc. Bất toàn, bất trắc thì cái đó gọi là khổ. Thì cái chữ khổ thì trong tiếng Việt mình có, ví dụ như bây giờ mình thấy là nói theo kiểu dân mình, tôi dùng cái hình ảnh từ ngữ khái niệm của đời sống bình dân mình á, ví dụ như mình nói là nghèo là khổ, tức là đi là điều kiện giáo dục, điều kiện y tế, điều kiện đi lại, điều kiện truyền thông đều khó khăn hết, thì mình nói nghèo là một cái khổ. Thì cái khổ đây nó vượt khỏi cái cảm giác cảm xúc, mà nó là cái tình trạng bất toàn bất trắc của cái nghèo á. Thì trong trường hợp đó mình thấy cái chữ khổ lúc này nó rộng lắm, nó nói đến cái tình trạng, và nó bao gồm luôn cả cái cảm xúc và tình trạng trong đó, chứ không phải chỉ riêng cái cảm xúc không. Còn mình nói là đi bộ giữa trưa là khổ, đói không có gì ăn là khổ, lạnh lẽo không có gì mặc, không có gì để đắp là khổ, cái đó là khổ cảm xúc. Còn cái khổ tình trạng đó là nghèo là khổ. Nghèo là khổ. Thì ở đây chữ khổ thì nó có hai. Nó nghĩa là khổ cảm xúc và khổ tình trạng nha. Khổ cảm xúc và khổ tình trạng. Thì cái chuyện đầu tiên là một cái sự thật đầu tiên đó, nếu mà cảnh xác nhận là mọi thứ ở đời này nó là khổ, là bởi vì nó đều nằm gọn ở trong hai cái khổ đó. Ví dụ như mình thấy một cái hoa bên đường, mình thấy cái hoa nó vô tri, mình nghĩ khổ là con người mình khổ, chứ cái hoa, cái bông, cái cọng cỏ, cái chiếc lá bên đường nó có gì đâu nó khổ. Nhưng mà bởi vì nó đó, những cái thứ đó đó, hoa lá cỏ đó đó, nó đã tạo, nó là một phần tạo nên cái thế giới này, nó là một phần để tạo nên cái cuộc sống này. Mình đừng có thấy cái cọng cỏ nó nhỏ rồi mình nói rằng nó không đáng gì, vậy là sai. Bởi vì nhiều cái cọng cỏ đó, nó làm thành một đồng cỏ. Nhiều chiếc lá nó gom lại thành ra là một đống lá, mà lá nó đâu nó ra là nó từ cây, mà nhiều cây nó cộng lại thành rừng, thành vườn nha. Cho nên mình thấy thế giới này nó là đồ rác, có nghĩa là từng cái món rời rạc nhỏ nhoi bé mọn nó cộng hưởng lại để làm ra một cái lớn lao hơn. Thì nhiều cái lớn lao như vậy nó cộng lại nó thành ra cái gọi là thế giới. Nói như vậy có nghĩa là từng chiếc lá bên đường nó cũng là khổ. Là vì sao? Bởi vì nó là một mảnh, một phần của ngàn tỷ, một phần của nhiều ngàn tỷ cái thành tố mà cấu tạo nên thế giới này. Thì trong thế giới đó có máu và lệ, có sinh ly tử biệt, có muốn mà không được, có cái thương phải xa, ghét phải gần, lập 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 lập. Chứ còn mình không thể nào mình đi mình tách rời một cái chiếc lá, tách rời một cọng cỏ ra khỏi cuộc đời này. Nói vậy không được, tuyệt đối không được. Bởi vì cái mình tưởng tượng một thế giới không có cỏ thì sao sống? Không có bọ cỏ, vậy đầu tiên là mình thấy không có cỏ là không có côn trùng nè, không có cỏ là không có bò, dê, cừu nè, thấy chưa? Và cỏ nó là một dấu hiệu sinh học cho thấy ở đất cái môi trường sinh thái nó ok,
ecology ở đó là ok thì là mình mới là sống được chứ, phải không? Cho nên là từng cọng cỏ, từng chiếc lá, tôi nói tới nó lui hoài nãy giờ là tôi nhấn mạnh là không có cái gì là nhỏ trên thế giới hết. Vì sao? Vì từng thứ nhỏ nhoi bé mọn vô danh, vô ích vô tích sự nhất trong cái con mắt của mình, thật ra nó là một mảnh vụn của hàng ngàn triệu tỷ thứ mà làm nên cái thế giới này. Nếu mỗi giọt nước đều nói rằng tôi không đáng gì, nếu mỗi giọt nước đều nói như vậy tôi không đáng gì, cho nên tôi không cần hiện hữu, thì như vậy làm gì có đại dương, làm gì có biển cả nha. Nếu mỗi giọt nước đều nói một câu giống nhau, nói là tôi không đáng, thôi tôi bốc thôi. Giọt nào giọt nước nào cũng nói như vậy thì các vị biết nhiều giọt nước nó làm nên một thùng, mà nhiều thùng nó làm nên một vùng biển, mà nhiều cái vùng biển nó làm nên một đại dương nha, nhớ cái đó. Và chúng ta cũng biết rồi, đại dương nó chiếm tới 3/4 diện tích của trái đất, mà trong đó là cái mà cấu tạo nên đại dương chỉ là từng giọt nước thôi. Cho nên trên đời này không có cái gì là nhỏ tuyệt đối, cũng không có gì lớn tuyệt đối, là chỗ đó đó. Không có cái lớn tuyệt đối là bởi vì nó, một là nó có cái lớn hơn, hay là nói nó lớn nhưng thật ra nó được cộng ghép bởi vô số cái nhỏ, chứ không có cái nào gọi là lớn hết. Bởi vì nó mỗi cái mà mình gọi là lớn hay là vĩ đại, khổng lồ, hoành tráng, nó đều là sự, nó là cái chỗ tổng hợp, cái chỗ gặp gỡ của vô số cái thứ bé mọn nha. Chính vì cái bản chất thế giới nó là vay mượn, nó là đắp đổi, nó là phù du, nó là do các điều kiện mà có, rồi cũng do các điều kiện mà mất đi, cộng chung hết những khía cạnh ấy lại. Thì Đức Phật gọi thế giới này là khổ trực hay là giác tiếp, là khổ đều khổ tình trạng nha. Như vậy thì cái sự thật đầu tiên phải thấy đó là tất cả mọi thứ ở đời đều là khổ. Rồi cái sự thật thứ hai, chúng ta thích cái gì trên đời này, chúng ta ghét cái gì cũng là thích trong khổ và ghét trong khổ. Và cái thích và cái ghét đó, nó bổ trợ, nó quy định, nó sản sinh, nó tương tác ra nhau, cái này giúp cho cái kia có, cái khổ cái vui, cái thích ghét, nhớ nha, khổ vui thích ghét, không có khổ thì không có vui, không có thích thì không có ghét. Và cho nên cái sự thật thứ nhất, mọi thứ đều là khổ. Khổ ở đây thì có chỗ phân tích là khổ khổ hành, khổ hoại khổ, mà vì tôi giảng cho trong Zoom đại chúng thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có một lớp intensive thì tôi mới nói sâu về ba thứ khổ đó. Còn giảng cho đại chúng thì tôi chỉ nói gọn cái hai thứ khổ thôi. Đó là khổ về cảm giác, cảm xúc. Và cái khổ thứ hai là khổ bản chất, khổ tình trạng nha. Thì tất cả mọi thứ đều là khổ, gián hay là trực tiếp. Bản thân nó là khổ, hoặc là nó là điều kiện để tạo ra các khổ, thì cũng đều được gọi chung là khổ. Rồi. Cái sự thật thứ hai, tất cả những gì ta thích đều là thích trong khổ. Mà thích trong khổ có nghĩa là ta lại tiếp tục đầu tư, nuôi dưỡng và là tạo lập, gây dựng cái khổ mới. Mình thích lập gia đình, mình muốn có vợ chồng, muốn có hôn nhân, muốn có con cái, muốn có sự nghiệp, thì có nghĩa là mình đã thích cái đó, có nghĩa là mình phải chấp nhận bao nhiêu cái hệ lụy đi ra từ đó. Mình thích đua xe, mình thích chưng diện, mình thích ăn nhậu, mình thích bài bạc, mình thích chích hút, mình thích bất cứ cái gì, thì đằng sau cái thích đó là một núi hệ lụy gắn liền. Cho nên bất cứ cái thích nào cũng là thích trong khổ. Đó là nói theo cái kiểu mình nôm na, còn nói theo kiểu rốt ráo trong nhà Phật. Bất cứ cái thích nào nó cũng đều tạo ra cái tâm đầu thai cho một cái cảnh giới tương ứng với cái thích đó. Nhớ nha, đó là nói rốt ráo. Còn nếu mà nói kiểu mà dân gian nôm na đó, cái thích nó không có tách rời cái ghét, không có tách rời cái ghét, và cái khổ nó không tách rời cái sướng, và cái sướng nó không tách rời cái khổ. Khi mà mình thích chăn êm nệm ấm thì có nghĩa là mình ghét sợ cái đối lạnh quạnh yêu, đúng không? Chăn êm nệm ấm, quần lão lụa, khi mình thích cái đó có nghĩa là cái gì mình ngược lại cái đó là làm mình khổ. Chắc chắn như vậy thôi. Thích ấm thì ghét lạnh, thích mát thì ghét nực, thích mềm thì ghét cứng, thích mịn thì ghét cái gì nhám, đúng chưa? Nhám. Cho nên sự thật thứ nhất là tất cả mọi thứ đều là khổ. Cái sự thật thứ hai đó là thích cái gì cũng là thích trong khổ, và chính cái thích đó nó lại tiếp tục tạo ra một cái khổ mới. Cái thứ ba đó, sự thật thứ ba đó là khi nào anh không còn thích nữa thì lúc đó anh đã thật sự là hết khổ.
bởi vì anh không còn thích nữa, nên anh không còn đầu tư cái khổ mới nha. Và tôi nhắc lại, dầu là cung vàng điện ngọc, cảnh trời trên tiên giới, tiên đồng ngọc nữ, hay là ở dưới chính tầng địa ngục, hay là ống cống hầm cầu, ở tất cả những cái nơi mà tôi vừa kể là đều có một điểm chung, đó là có rồi mất, không có nào bền hết. Khổ cỡ nào thì cũng có lúc nó chấm dứt, nhưng mà nó hết khổ rồi nó được sẽ nó chuyển qua vui, mà hết vui rồi nó chuyển qua khổ, nó làm nên cái cuộc trầm luân sinh tử của chúng ta bằng cái sự ghép nối của hai thứ đó nha, của hai thứ đối lập đó. Có dịp chúng ta nói về cái khía cạnh mà gọi là đắp đổi, cái chữ đắp đổi trong đạo Phật thi đó. Có âm có dương, có tương đối, có chân đế, có tục đế đã đành, nhưng mà có âm có dương, có trên có dưới, có trong có ngoài, có cao có thấp, có sạch có dơ, có đẹp có xấu, chính vì trong cái điên đảo vọng tưởng đó, cho nên chúng ta không chịu thấy rằng mọi thứ nó chỉ là những gì được các cái điều kiện tạo sinh rồi dẫn đến tiêu tán, trợ sinh rồi tiêu tán đều do các điều kiện, tất cả chỉ có sanh và diệt thôi. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, chúng sinh trong đời có gọi là có ba hạng. Cái hạng thứ nhất là chỉ biết thích, ghét, buồn, vui, bốn cái đó thôi nha. Thích, ghét, cả đời sống chỉ biết thích, ghét, buồn, vui, dầu mang thân con người nhưng mà sống y như con thú, bởi vì con thú nó cũng chỉ có bốn cái đó: thích, ghét, buồn, vui. Có được cái thích thì nó vui, mà gặp phải cái ghét thì nó buồn, nó khổ nha. Cái hạng thứ nhất là chỉ biết thích, ghét, buồn, vui. Cái hạng thứ hai đó là biết thiện ác tốt xấu, nhưng mà cái biết này chưa có đi xa được. Là vì sao? Là vì cái hạng thứ hai này nó biết phân biệt thiện ác tốt xấu để làm chi, để gọi là tiếp tục trốn khổ tìm vui. Cái điểm đồng của hạng thứ hai và hạng thứ nhất, điểm đồng của nó là nó còn bận tâm đến cái thích, ghét, buồn, vui, nhưng cái hạng thứ nhất nó chỉ biết thích, ghét, buồn, vui mà không phân biệt tốt xấu. Đó là ai? Đó là súc sinh, đó là loài sa đọa, và đó là những con người mà thiếu cái này, thiếu cái trí tuệ nha, thiếu cái chánh pháp. Cái hạng thứ hai nó cũng chìm sâu ở trong cái thích, ghét, buồn, vui, nhưng mà nó khá hơn một chút là nó còn biết gọi là tu nhân tích đức, không? Nhưng mà để gì? Để nó tiếp tục nó quẩn quanh trong cái trốn khổ tìm vui. Cái hạng thứ ba là nó có một điểm đồng với hạng thứ hai ở chỗ là nó cũng là lấm ác hành thiện, nhưng cái điểm dị biệt của nó, điểm khác nhau với hai cái hạng hai ba đó là cái hạng thứ hai nó sống thiện, lấm ác để mà tiếp tục quẩn quanh trong cái gọi là thích, ghét, buồn, vui. Nhưng mà hạng thứ ba đó thì sống thiện, lấm ác nhưng mà với một cái mục đích lý tưởng là không còn sanh tử, không còn thiện ác buồn vui nữa nha. Thì ở trong cái sự thật thứ ba này nè, cái người nào hiểu được cái sự thật thứ ba này nè, hiểu được rằng ngày nào không còn thích, không còn ghét, thì cái đó, cái giây phút đó, cái trạng thái đó nó mới thật sự là an lạc, thật sự là giải thoát nha. Còn thích là còn phải gặp cái mình ghét, còn có vui là còn có khổ. Thì chỉ có cái ngày nào chấm dứt được cái thích á thì mới không còn cái ghét, mà chấm dứt được cái thích thì không còn đầu tư cái mới nữa nha. Cho nên cái sự thật thứ ba là sự vắng mặt của tất cả cái sự đam mê ưa thích, đó gọi là sự thật thứ ba, đó là diệt đế đó. Rồi ba cái nhận thức từ nãy giờ đó, nhận thức về khổ, nhận thức về con đường dẫn đến khổ, và nhận thức về cái cứu cánh hết khổ, thì cái nhận thức đó, ba cái nó cộng lại, nó chính là sự thật thứ tư, đó là con đường thoát khổ. Tức là ngày nào mà anh sống, anh hành động mà trên một cái lý tưởng là không tham, không thích nữa, sống bằng cái lý tưởng chánh niệm là làm gì biết đấy, và bằng cái lý tưởng trí tuệ, có nghĩa là biết rõ nó là cái gì, biết mình đang ra sao và biết những cái đang diễn ra, đang xuất hiện, đang hiện hữu đó là cái gì, biết rõ what và biết rõ how, biết rõ how và biết rõ what, biết cái gì đang xuất hiện, biết mình đang như thế nào và biết những cái đó đang ra sao, biết nó bản chất của nó là gì, chỉ có hai cái đó thôi. Thì biết rõ như vậy được gọi là biết được sự thật thứ tư, biết được cái đạo đế nha. Ở đây tôi cố gắng không nhắc gì đến cái thuật ngữ bát chánh đạo đây hết, bởi vì bát chánh đạo là gì, đó là cái cách phân tích rộng của ba cái nhận thức mà tôi vừa nói. Nó nhận thức rằng mọi thứ đều là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa,
thì ba cái nhận thức đó nó chính cộng lên nó thành ra bát chánh đạo, nhớ nha. Ba nhận thức đó cộng lên thành bát chánh đạo. Thì cái nội dung của cái bài kinh Giới Pháp Luân là như vậy đó. Đó, nội dung đó là như vậy. Và trong suốt cái thời gian 45 năm hoằng pháp, Đức Thế Tôn này thuyết giảng vô số pháp thoại. Tôi nói vô số rồi, tôi nói nghĩa đen đấy, vô số nhiều lắm. Nhưng không phải tất cả những gì Ngài giảng chúng ta đều được biết. Phải nhớ cái đó. Không phải tất cả những gì Ngài giảng chúng ta đều được biết. Ngài giảng đó là đời hoằng pháp của Ngài là 45 năm, thì chúng ta chỉ được biết phần lớn những cái pháp thoại của 25 năm cuối thôi. Tôi nói phần lớn có nghĩa là không có phải là tất cả, mà chỉ là almost thôi. Là phần lớn những pháp thoại mà Ngài giảng của 25 năm sau. Chỉ còn 20 năm trước là Ngài giảng cái gì gần như mình không biết. Thì dĩ nhiên mình không biết chính xác, nhưng mình cái nội dung mình đoán được thì Ngài cũng là thuyết pháp giải thoát thôi, thuyết định dạng con đường giải thoát. Nhưng mà cụ thể là thuyết nói về cái gì, chi tiết ra sao, cho đối tượng nào thì phần lớn là chúng ta không biết. Là vì sao? Vì trong kinh ghi rất rõ là sau khi có Ngài A Nan đó, thì những cái pháp thoại của Thế Tôn mới được trùng thuật, mới được ghi nhận. Chứ còn trước đó thì không. Trước đến Đức Thế Tôn thường xuyên Ngài đi một mình, hoặc là Ngài đi với Ngài Nagita, đi với Ngài Nagasamala, đi với Ngài Nekhiya, đi với Ngài Upavana, đi với các vị đó. Mà những vị đó thì nghe sao biết vậy, chứ các vị đó không có cái khả năng ghi nhớ một cách chính xác và đầy đủ như là Ngài Nan. Và các vị đó cũng không có cái tâm nguyện trở thành cái người giữ kho chánh pháp như là Ngài Nan. Ngài Nan người được gọi là Dhammapanda Garika, có nghĩa là cái người giữ kho đó. Có nghĩa là những gì Đức Thế Tôn mà các vị tôn túc mà thuyết giảng mà Ngài nghe được là Ngài giữ lại hết. Thì cho nên chúng ta biết rằng toàn bộ 45 năm hoằng pháp đó của Thế Tôn đó, thì coi như là nội dung chỉ là triển khai cái bài giảng đầu tiên. Thì toàn bộ 7 tuần lễ đầu tiên sau khi mà Ngài thành đạo đó, thì Ngài dành hẳn 7 tuần đó không ăn uống, không bài tiết gì hết, chỉ có nhịn đói rồi suy tư về chánh pháp, suy tư về tất cả những cái gì mà Ngài đã chứng ngộ dưới gốc Bồ Đề trong thời gian nháy mắt. Chúng ta phải nói là nháy mắt. Nháy mắt là sao? Có nghĩa là trung kinh đó, cái lúc mà canh thứ 3, khi mà Ngài quán thấy nhân luân hồi và quả luân hồi, Ngài bỏ ra nguyên một cái canh 1. Ấn Độ đêm mới chia làm 3 canh. Thì nguyên cái canh 1 Ngài quán về cái quả luân hồi, là kiếp xưa Ngài sanh ra ở đâu, giàu nghèo, sướng khổ, đẹp xấu, yếu thọ thế nào, bla 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 bla. Và Ngài thấy rõ Ngài như thế nào thì người khác cũng sanh tử luân hồi, buồn vui sướng khổ như vậy. Thì cái canh đầu tiên Ngài quán về cái quả luân hồi gọi là túc mạng minh. Cái canh giữa Ngài quán về cái nhân luân hồi là Ngài thấy rằng những cái sướng khổ buồn vui ấy là từ đâu ra. Thiện nghiệp thì nó cho ra hỷ lạc, và ác nghiệp thì nó cho ra khổ ưu. Thiện nghiệp thì dẫn đến các quả nhân thiên, và ác nghiệp thì dẫn đến các tội xa đọa. Ngài quán xét nguyên cái đề tài đó trong cái canh giữa. Rồi cái canh cuối đó, Ngài mới kết hợp hai cái nhân và quả lại. Ngài thấy rằng mọi thứ là đều diễn tiến theo nguyên tắc gọi là giáo lý duyên khởi. Do vô minh trong bốn đế mới tạo ra các nghiệp thiện ác, cho có nghiệp thiện ác mới có các tâm đầu thai. Do có các tâm đầu thai vào các cõi cho nên mới có sáu căn. Do có sáu căn mới có niềm đam mê trong sáu trần. Do có niềm đam mê trong sáu trần này nó mới có sự chấp thủ. Do có chấp thủ đó lại tiếp tục tạo ra tâm đầu thai. Mà do có tâm đầu thai thì nó lại tạo ra các hiện hữu. Và do mang thân hiện hữu thì nó bắt đầu có sướng khổ buồn vui. Do trốn khổ tìm vui mà người ta lại tiếp tục làm ra các nghiệp thiện ác, nó cứ vòng vòng như vậy. Người nhìn người thấy là người chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà tại sao cũng chứng La Hán, mà tại sao cái La Hán của Ngài được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác? Là vì sao? Là bởi vì thứ nhất, cái chứng ngộ nó không do thầy tự Ngài thấy. Cái thứ hai, Ngài thấy không sót một khía cạnh nào hết, thấy rõ về quá khứ không giới hạn, tương lai không giới hạn, hiện tại không giới hạn. Đồng thời Ngài biết rõ từng chúng sinh mà Ngài gặp, cái người này nè có khả năng giác ngộ hay không, giác ngộ bây giờ hay là một tháng sau, một năm sau, 10 năm sau, hoặc kiếp sau,
2000 kiếp sau, 1 triệu kiếp sau, người này bây giờ là thích hợp với cái pháp thoại nào, đề tài nào, vấn đề gì, chủ đề gì, họ nghe họ đáp, họ hiểu. Cái khả năng này ở Phật độc giác, tức là Phật duyên giác và hàng tinh văn không có khả năng đó, không có cái khả năng đó một cách rút ráo. Có nghĩa là nhiều lắm thì nhìn biết là cái người này trí nhiều, người này tham nhiều, người này nóng tính, người này u mê, chậm lục trì độn, biết vậy thôi. Nhưng mà biết chính xác là người này là thích hợp với cái gì, người này có thể độ cho đắc đạo được hay không đó, thì mấy chục phần trăm, nhưng mà riêng ngài là 100%, biết độ được hay không và độ bằng kiểu gì một cách tường tận chi tiết, còn hơn là nhìn thấy một cái hộp gạo trong cái lòng bàn tay. Cho nên cái sự chứng ngộ của ngài được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là không có cái chứng ngộ nào cao hơn. Anuttaro là không có cái cao hơn, có nghĩa là chư Phật ba đời chỉ có bằng nhau chứ không có vị nào hơn kém vị nào hết. Cho nên gọi là vô thượng là chỗ đó, vô thượng không phải là không có cao, mà vô thượng là không có cái cao hơn, nhớ nha, không có cái cao hơn. Thì như vậy tổng hợp lại từ cái giáo lý bốn đế đó, chúng ta biết được cái giáo lý duyên khởi. Đấy, từ cái giáo lý duyên khởi đó chúng ta lại biết thêm đó, cái giáo lý gọi là duyên hệ. Đó, giáo lý duyên khởi là gồm 12 gọi là mắt xích cấu tạo cái dòng luân hồi này. Còn cái duyên hệ đó là cái cách thức mà 12 mắt xích đó nó làm việc với nhau. Một cái là cái duyên sinh là 12 cái mắt xích đã cấu tạo nên dòng luân hồi. Còn cái 24 duyên hệ đó, đó là cái cách thức mà 12 mắt xích này nó ràng rịch với nhau ra sao. Thì kỳ rồi tôi có nói là kỳ này tôi sẽ giảng về cái giáo lý căn bản. Thì giáo lý căn bản chúng ta biết vào thế kỷ thứ 5. Thế kỷ thứ 5. Thì có một cái ông thiện nam ngưỡng độ, ông các vị còn nghe rõ không? Dạ, còn nghe rõ lắm sư. Dạ, rồi. Có một cái ông phật tử, ông người Ấn Độ đó, ông có một ông tới ông thưa với sư phụ của ông là ngài Anuruddha. Ông nói rằng đó là con nghe đó là luật tạng là nội dung là Đức Phật ngài dạy cho tăng ni về những gì mà nên làm và không nên làm, đó là tạng luật để hoàn bình. Còn tạng kinh á, là những cái pháp thoại dài ngắn trong các hình thức trường hàng hay là kệ ngôn mà Đức Thế Tôn và chư thánh tăng cao đồ đã thuyết giảng để độ cho các đối tượng khác nhau trên đường hoằng pháp. Và cái nội dung của kinh tạng tuy phong phú nhưng mà có nhiều điểm rút mắt mơ hồ. Ngày xưa Đức Phật ngài nhìn tâm người ta, ngài giảng thì người ta hiểu, nhưng mà hôm nay mà nếu người đời sau mà mở cái kinh tạng ra mà đọc có nhiều chỗ mình cũng hiểu. Thì chúng ta chỉ có hai nguồn, một là phải đọc về cái commentary, tức là cái sớ giải của tâm tạng do các vị A-la-hán ngài giải thích. Cái nguồn đó là nguồn một, còn nguồn hai đó là để hiểu được kinh tạng là chỉ có cái chìa khóa duy nhất là tạng A-di-đàm. Tạng A-di-đàm có hai cái nội dung, một là giải thích tạng kinh, và thứ hai là trình bày những thứ mà tạng kinh ấy, trình bày một cách là cận nhân tình, trình bày một cách nôm na đó, thì tạng A-di-đàm có cái nội dung là giải thích những vấn đề đó một cách là rốt ráo tận cùng. Thì ông nói rằng nếu mà nói như vậy thì tạng A-di-đàm quá quan trọng, mà con xin thưa với ngài nó, con đọc vô đó rồi con nghe giảng là không có tài nào con hiểu, mà con biết rằng là có vô số người giống hệt như con. Hôm nay con xin ngài vì là lòng đại bi hả, ngài làm sao mà cho cái tạng A-di-đàm nó đọc cho nó dễ hiểu và người đời sau nghiên cứu tạng A-di-đàm không có nhức đầu. Bởi vì có được tạng A-di-đàm thì đối với hai tạng còn lại là không thành vấn đề. Thì ngài Anuruddha, ngài trong cái tài liệu mà tôi đọc được thì không có nói rõ ngài là thánh hay phàm, chỉ biết ngài là một vị gọi là uyên bác, tinh thông tam tạng. Ngài nghe cái lời yêu cầu đó, ngài thấy hợp lý, vô cùng hợp lý, cực kỳ hợp lý. Và ngài thấy cái chuyện
thực hiện một cái chìa khóa mà nghiên cứu Atida, nó là chuyện cấp thiết. Cho nên là ngài đã biên soạn cái bộ gọi là Abhidhammasangaha, tức là bộ là thắng pháp tập yếu hoặc là thắng pháp nghĩa nhiếp, bộ đó thì gom toàn bộ những vấn đề được nhắc đến trong 12 cuốn Atida, tức là trong 7 bộ Atida. Trong 7 bộ Atida mới gom lại thành 9 chương, 9 cái chapter. 9 chapter. Chính chương thì với chính chương đó thì người ta có thể nghiên cứu tạng Atida suôn sẻ dễ dàng hơn, hứng thú hơn, và đồng thời đó là với cái nội dung của chính chương đó, nếu mà mình không có dùng để đào sâu Atida mà mình dùng cái kiến thức chính chương đó mình quay qua mình nghiên cứu tạng kinh đó thì cực kỳ đắc dụng nha, very useful, very helpful. Cho nên là ngài mới là biên soạn cái quyển đó, thì cái nội dung của chính chương nó là cái gì, thì bữa nay tôi mới điểm sơ nội dung đó cho bà con nghe, thì tự bà con tìm. Mà tôi cũng nói luôn là chúng ta trước mắt thì chúng ta có ba cái bộ sách, vừa là bản dịch không mà đều là tiếng Anh hết, nhưng mà đều là ba cái tài liệu nghiên cứu Atida mà cũng là ba cái tài liệu mà có thể nói là chìa khóa cẩm nang sách gối đầu cho Phật học đó. Ba tác giả mà tôi đặc biệt lưu tâm, mà tôi tại sao lưu tâm, bởi vì tôi thấy ba cái tài liệu đó sáng nhất mà được biên soạn nhắm cho cái giới độc giả mà Tây học đó. Tây học là sao? Tức là những độc giả mà xài tiếng Anh đó. Bởi vì nguyên thủy ba cuốn nó được viết cũng là nhắm đến là mọi người chứ không riêng gì người bản xứ. Thứ nhất là quyển của Tích Lan, cái bộ đó vừa là bản dịch mà vừa là bình chú biên khảo luôn. Đó là cái quyển Abhidhammasangaha của ngài Narada. Ở đây ông Kiên, ông Nhân lục dùm bỏ lên cho bà con nhờ ha, tận dùm tôi cái quyển là Compendium of Abhidhamma, gọi là Buddhist Philosophy Compendium của ngài Narada, người Tích Lan, nhớ nha. Còn không, nó vô Google đánh chữ Abhidhamma cũng được, Abhidhamma by Narada cũng được, để vậy đó. Quyển đó là đặc biệt mà ông Phạm cách đâm dịch là những gì ta được. Đó là dịch cái quyển của ngài Narada. Rồi cái bộ thứ hai cũng là bản dịch của cái Abhidhammasangaha, nhưng mà do một tác giả khác, đó là ngài Jagdi Kasyap. Là tôi spell là K-A-S-H Langri Y-A-P Kasyap, Abhidhamma by Kasyap cũng được, là cho ra. Như vậy thì quyển thứ nhất là quyển Abhidhamma mà của ngài Narada Tích Lan, quyển thứ hai là quyển Abhidhamma của ngài Kasyap, tức là Kaspa đó, người viện trưởng của Nalanda đó. Cái quyển thứ ba là quyển Buddha Abhidhamma của ông Memtin Mon, người Miến Điện nha. Thì tôi nói lại, sau này thì chúng ta có nhiều lắm, sau này mình có cái bộ Abhidhamma của ngài Silava, ngài Silananda, rồi của ngài của ngày Rê Bát Tát Hamma Rê Bát Tát, người Miến Điện mà ngày sống ở Anh nha. Thì sau này mình có thêm hai bộ đó nữa, của ngày Silananda và của ngày Rê Bát Tát. Nhưng mà đó là sau này, nhưng mà ba cái bộ mà được xem là căn bản mà trước đó, trước khi ba bộ này được biết tới, đó là bộ ngày Kasyap, viện trưởng Nalanda, một quyển đó là của ngài Narada, một quyển của ông Memtin Mon, bây giờ cộng thêm ngài Silananda và của ngài Rê Bát Tát, tổng cộng là mình có 5 cuốn. Và tôi xin trấn an bà con, bảo đảm cho bà con yên tâm là 5 cuốn này cực kỳ dễ đọc, và 5 cuốn này đều có bản dịch tiếng Việt hết rồi này. Và nếu mà bà con mình giỏi tiếng Anh đó thì đọc thẳng tiếng Anh thì không còn gì để nói nha. Không còn gì để nói. Và năm quyển này thì là sáng sủa trình bày về Atida, mình đọc mình không có khó khăn
Chứ còn có nhiều cái tài liệu là đọc vô bể mình, ví dụ như tài liệu của ngài gọi là Saddhamachotika, ngài là người Miến Điện, nhưng mà ngài ngày ngày biên soạn bằng tiếng Thái Lan mà để phát hành bên bên Thái đó, làm cái tài liệu mà học 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 và dạy cho cái trường đại học Atidam gọi là Rackham, Rackham University ở Bangkok, nó kế ở Bangkok kế bên cái chùa Arun gần Arun, gần Wat và Bạch Keo, Wat Ma Thát, nguyên cái quần thể là tự viện lưng danh của Thái là nằm ở đó. Trong đó có cái trường đại học quốc gia, trường đại học Abhidhamm là Rackham. Rackham thì ngày là ngày sắp thăm cho tôi ca ngày Miến Điện, ngày ngày nhìn được mời qua đó để mà giảng Abhidhamm trong một thời gian, là ngày là người là khai sáng viện đại học đó. Rồi ngày tình sự là học trò của ngày đó thăm cho tôi ca, sắp thăm cho tôi ca, ngày viết thì tụi viện của ngày, cái bộ của ngày phải nói là nội dung gọi là cực kỳ huyền thoại, xuất sắc, xuất sắc. À, nhưng mà có điều thì viết tiếng Thái thì cái cách trình bày của bộ đó thì mấy con mọt sách thì mê chết bỏ, nhưng mà mấy cái người mà cái sơ cơ mà gặp cái bộ đó thì khóc ròng nha. Thì chúng ta cũng được biết là toàn bộ cái phần đó đã được gọi là thượng tọa sáng nhiên. À, bây giờ ở bên Virginia Hoa Kỳ thượng tọa dịch hết, à, nhưng mà không biết vì lý do nào mà thượng tọa chỉ in cái kiểu nội bộ thôi, in kiểu nội bộ thôi. Wow, ông Kiên, ông Nhân gì này hay nè. Đó, giờ kiếm thêm năm cuốn nha, một của Narada, rồi Kashyap, thêm Kashyap nữa. Kashyap rồi của Mentimon là quyển Abhidhamm mà tôi dịch rồi đó. Thì làm sao mà mình liên lạc với thượng tọa sáng nhiên bên Mỹ đây để mình xin in và ấn hành toàn bộ cái bộ gọi là Abhidhamm, gọi là cẩm nang Abhidhamm mấy chục cuốn đó. Cái bộ đó là tôi có thấy qua một lần. Bộ đó tôi có thấy qua một lần, cái bộ đó mà bà con mà trên toàn cầu nha, toàn cầu nghĩa là trong nước, ngoài nước, Âu, Mỹ, Úc, Á, Phi mà có được cái bộ đó của thượng tọa sáng nhiên đó thì coi như là phúc đức ba đời đó, không uổng kiếp người đó nha. Mà không biết vì lý do nào mà ngài không có chịu in kiểu rộng rãi mà ngài chỉ in kiểu nội bộ đó, tức là mới in tự nhà ở nhà, mà in kiểu thủ công làm lần mớ gì đó thì mình không biết, vài chục vài trăm gì mình không biết, nhưng mà theo tôi thấy đó là cái kiểu in thủ công tại nhà, bìa bọng rồi tùm lum, đó là toàn ở nhà hết. Nhưng mà chỉ duyên sáng sủa lắm, sáng sủa lắm. Ok, đây nhớ nha, nhớ kiếm cho bằng được bản tiếng Anh hoặc là bản tiếng Việt của năm cái cuốn mà tôi vừa nói, và làm sao mà kỳ kèo năn nỉ mà thượng tọa mà có được cái bộ đó đó. Thượng tọa ở Virginia, là liên lạc về cái chùa Chân Lý, chùa Chân Lý ở cũng ở Virginia luôn, Virginia gần Washington DC. Liên lạc bây giờ mình lên online mình liên lạc ra mà hả, liên lạc ra. Rồi bây giờ nội dung của mấy cuốn đó nói cái gì? Nội dung đó là đã nói rồi, nội dung đó là nói về bốn đế, chia sẻ bốn đế, chia sẻ 12 duyên khởi. Bây giờ nội dung nó gồm chín chương nó nói cái gì? Thứ nhất, chín chương nó xác định cái công thức mà tôi đã nói 1000 lần trên các lớp online. Toàn bộ vũ trụ này gồm có gọi là bao nhiêu hạng chúng sinh đi nữa thì gom gọn lại chỉ có hai, đó là phàm thánh, không phàm thánh, thiện ác, chỉ vậy thôi nha. Thì cái công thức mà làm nên cái thiện, làm nên cái thánh á, không, nó tức là tâm. Ở đây mình phải hiểu là một nha, tâm là cái biết thôi, cái be nô bình là cái biết đơn thuần, không có thiện ác, phàm thánh nha. Cái be nô bình cộng với cái gì ta, 13 tâm sở trung tính, tức là neutral mental factors, neutral mental factors tức là 13 cái tâm sở trung tính cộng với 25 cái positive factors, 1 cộng 13 cộng 25 á, nó thành ra là tâm thiện của phàm hoặc là tâm thánh nói chung đó. Còn cái mà cái công thức mà tạo nên tâm bất thiện đó, tâm xấu, tâm ác, tâm chẳng lành đó, thì nó là 1 cộng 13 cộng 14. 1 ở đây có nghĩa là cái biết của tâm, không có thiện ác gì hết, không phàm thánh thiện ác, không dục, không thiền gì hết, chỉ là cái tâm này chỉ là biết thôi. Mà cộng với 13, 13 đây là cái gì? 13 đây là 13 cái thành tố bắt buộc phải có, 13 cái tá dược, 13 cái tá dược của một viên thuốc.
nhớ nha, 13 cái tá dược của một viên thuốc. Ví dụ như bây giờ mình không cần biết cái canh đó là canh rau, canh trái, canh củ, mình không cần biết canh canh rau, ví dụ như là rau muống, là rau nhúc, rau lan, rau thiên lý, là bình bát, rau bùn ngót, rau mồng tơi, mình không cần biết, mình chỉ biết rau, canh rau, canh củ tức là canh khoai lang, canh khoai từ, khoai môn, khoai mỡ. Còn canh trái ví dụ như canh bầu, bí, mướp, khổ qua, mình gọi canh trái, thì dầu là canh gì đi nữa thì nó phải có những cái nguyên liệu căn bản giống nhau, đó là nước, muối, đường, bột nêm. Đó, nước, muối, đường, bột nêm. Đó là những cái thành tố căn bản. Thậm chí có người họ còn phải nấu canh á là phải phi hành tỏi và thơm rồi mới bỏ nước vô. À, có người thì họ kể thêm cái đó, còn riêng mình kể căn bản mình chỉ là nước, nước lạnh đó, muối, đường, bột nêm, đó là bắt buộc cho các loại canh. À, các loại canh bây giờ dầu đó là canh rau, canh trái, canh củ đều phải dùng cái căn bản này. Mà nước, muối, đường, bột nêm, bốn cái này cộng lại nó chưa được gọi là canh, chưa. Bây giờ mình bỏ cái gì vào nữa mình mới gọi là canh chua, mình bỏ cái gì vào mình gọi là canh khoai mỡ, khoai môn, mình bỏ cái gì vào thì mình gọi là canh mồng tơi, cái phần đó là phần cộng thêm nha. Ở đây cũng vậy, được gọi là tâm thiện hay là tâm thánh á thì nó gồm có 1 cộng 13 này là phàm thánh giống nhau, thiện ác giống nhau, nhớ nha. 1 cộng 13, bây giờ bắt đầu cái này mới quan trọng là cộng với 25 thì là nó ra tâm lành. Còn 1 cộng 13 mà cộng 14 thì nó ra tâm xấu, chỉ vậy thôi. À, thì cái chương đầu tiên, hai cái chương đầu tiên mà của cái bộ mà tôi vừa giới thiệu đó thì nó nói về cái đó đó. Nói về cái đó đó, nói về cái vụ mà 1 cộng 13 cộng 25, 1 cộng 13 cộng 14. Rồi cái chương tiếp theo là bàn về cái gì? Bàn tiếp theo là ở mỗi cái cảnh giới có tất cả là bao nhiêu cảnh giới tái sinh. Đó, bữa hổm có vô số lần tôi đã nói rồi. Cái mình gọi là universe, cái mình gọi là galaxy, cái mình gọi là the world hay là club, không? Hay là the earth, hành tinh, thế giới, hay là thái dương hệ, hay là vũ trụ, tất cả những cái từ đó theo trong cái từ đàm, nó chỉ là một cái trái lựu thôi. Nó chỉ là một cái trái lựu thôi. Ở trong một trái lựu như vậy đó, nó gồm có mấy chục hộp. Ví dụ như vậy nha, trong một cái hộp cái lựu như nó có mấy chục hộp thì mỗi một cái hộp như vậy là một cảnh giới. Ví dụ như là thiên cõi trời, địa cục, cõi người, rồi tùm lum hết, sắc giới, vô sắc giới, rồi tùm lum hết, không? Thì nó nằm hết ở trong một cái trái lựu. Mà trong mỗi trái lựu thì nó có một mặt trăng và một mặt trời nha. Mà 1.000 cái trái lựu như vậy nó là một cái tiểu thiên thế giới. Mà 2.000 cái tiểu thiên thế giới nó là một cái trung thiên thế giới. Mà 3.000 cái trung thiên thế giới thì nó làm ra là một cái đại thiên thế giới, gọi là tam thiên thế giới. Tam thiên là 3.000. Nhớ cái đó. Và nó có vô số cái tam thiên như vậy. Vô số đây là countless. Yeah. Đó nghĩa là 3 cái trillion, 3 cái ngàn tỷ là không nghĩa lý gì hết. Không nghĩa lý gì đâu. Nó vô số nha. Yeah. Tức là mỗi một cái mình gọi là thế giới nó chỉ là một trái lựu thôi. À, mà trong trái lựu nó có mặt trăng mặt trời, mà cứ 1.000 trái lựu như vậy nó là một cái tiểu thiên, mà 2.000 cái tiểu thiên nó là một cái trung thiên, mà 3.000 cái trung thiên thì nó làm là một cái đại thiên hay là tam thiên thế giới. À, mà nó có vô số cái tam thiên, và mà cứ 10.000 cái đại thiên thế giới như vậy nó là một cái zone, một cái Buddha zone, một cái địa bàn hoằng pháp của một vị chánh đẳng chánh giác. Và ngoài cái zone này ra nó có vô số cái zone khác mà trong kinh mình chỉ cho biết là có hết, trong kinh không có nói thêm, không có nhắc đến những cái gì mà đang xảy ra đó, chỉ nói vắn tắt là ở đâu cũng vô thường, khổ, vô ngã, ở đâu là cũng vận hành nhẹ chừng đó nguyên tố pháp giới, ở đâu cũng có sắc thinh khí vị xúc sắc thọ tưởng hành thức, ở đâu cũng 12 duyên sinh, 24 duyên hệ giống nhau, chỉ không có bàn thêm cái chi tiết là ở đó bây giờ có Phật ra đời hay không thì trong đây không. Bởi vì riêng cái khoảng mà mình ở đây, mình theo Phật Thích Ca, mình hành theo lời dạy Phật Thích Ca là mình đã là trọn kiếp không đủ rồi. Bàn di chuyển trên trời nha. Rồi, cho nên bây giờ đó là mình mới bắt đầu. Thứ nhất mình học về cái công thức mà cấu tạo nên cái gọi là tâm. Đây, tâm chỉ là cái biết thôi.
Còn cái tâm đó, tâm thiện, tâm ác là do những cái mental factors, tức là những thành tố tâm lý mà đi kèm với nó. Giống như hồi nãy mình nói, nước, muối, đường, bột nêm, đó là cái căn bản của những phụ liệu căn bản của một nồi canh. Nhưng mà chừng đó chưa đủ để gọi là canh gì. Muốn gọi là canh gì mình phải thêm, mình bỏ cái gì tiếp theo. Mình bỏ khổ qua thì gọi là canh khổ qua, mình bỏ mướp thì gọi là canh mướp, bỏ bầu gọi là canh bầu, bỏ hẹ gọi là canh hẹ. Nhớ nha. Rồi thì như vậy mấy cái chương tiếp theo là bàn cái gì? Bàn là trong mỗi cõi như vậy nó có được bao nhiêu thứ tâm, và mỗi thứ tâm như vậy nó đi, nó có mặt được ở bao nhiêu cõi. Đó, mà tại sao mình phải biết cái này? Là bởi vì mình phải có một cái outline, có một cái biết tổng quát về thế giới trước mà thời gian có nhiều. Nhanh thì xa thì 9 tháng, mà chậm thì 3 năm. Còn mà học mà để ra làm thay là 7 năm theo chương trình của Thái. Còn mà nếu mà học để mà lấy vốn liếng căn bản thì từ 9 tháng cho tới 3 năm. Thì có nghĩa là 9 tháng cũng được, mà dưới 9 tháng thì hơi khó nha. Trừ ra cái bậc thượng thừa căn khí mà tuệ giác thẩm thẩm tôi không biết, chứ còn thông thường là từ 9 tháng cho tới 3 năm chắc ăn nhất. Đó là mình học cái đó. Mình học về cái cấu tạo của tâm pháp thì nó gồm có hai công thức, đó là mình học về gọi là cái tâm pháp về cái gọi là Buddhist psychology nha, tức là học hai công thức đó đó, 1+13+14, 1+13+25. Rồi còn cái công thức mà tạo nên là cái đó là cái công thức tạo nên tâm pháp. Còn cái công thức mà tạo nên cái sắc pháp hay là cái tạo ra cái vật chất cả, tinh thần là đã có rồi, tức là 1+13 đó, là công thức tạo nên tinh thần, tạo nên đời sống tinh thần. Còn công thức mà tạo nên đời sống vật chất của mình thì nó chỉ gồm có công thức đơn giản, nó nghĩa là 4+24. 4 đây là gì? 4 là đây, tức là đất, nước, lửa, gió cộng với 24, nghĩa là 24 sắc y đại sinh, tức là những cái thuộc về vật chất gián hay trực tiếp, direct or indirect, mà được tạo sinh ra từ 4 đại. Tại sao tôi không kể là 28 mà tôi phải kể như vậy để cho các vị thấy trong 28 nó gồm có hai phần, tức là 4 đại và những thứ đi ra từ 4 đại, xuất sinh từ 4 đại, nha, khởi sinh từ 4 đại. Nhớ nha. Thì mình học mình coi cái cảnh giới nào mà có đủ tất cả các tâm, các tâm sở. Cảnh giới nào mà có vật chất, có đủ các thứ vật chất. Cảnh giới nào có một số thành phần vật chất, và cảnh giới nào không hề có một mảy may vật chất nào hết. Đấy. Như vậy mình học về các cõi, có bao nhiêu cõi, mỗi cõi như vậy nó có bao nhiêu hạng chúng sinh, và mỗi hạng chúng sinh như vậy nó có bao nhiêu thứ tâm, bao nhiêu cái thành phần tâm lý, thế giới tâm lý của mỗi một cái cảnh giới của mỗi chúng sinh nó ra sao. Đấy. Rồi tiếp theo là mình học về 12 cái duyên nhân sinh, có nghĩa là mình học về cái nãy tôi mới giảng ở đầu đời pháp, đầu thời đề pháp đó. Học ba duyên sinh là mình học để mình hiểu tái sinh là cái gì, nhân quả báo ứng là cái gì. Chứ là mình đâu có thể nói chung chung đó, thì trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, thì nói gì cũng được. Mà nó nghèo lắm. Đằng này ngài phân tích rất rõ, phân tích rất rõ là cũng như là tại sao mà có cái chuyện gọi là làm thiện làm ác. Tại sao mà cũng trốn khổ tìm vui mà có một cái người cứ ăn rồi là cứ là làm toàn là những tầm bậy không? Tự do cái những tầm bậy đó nó đọa. Rồi có người thì cũng trốn khổ tìm vui mà nó biết làm thiện. Ví dụ như vậy thì cái tiến trình mà sinh tử của mỗi hẹn nó khác nhau. Và dầu thiện hay là ác thì cứ có mặt trên đời này là mình không ngừng tạo ra những cái cảnh giới tái sinh mới. Trong mỗi phút trôi qua chúng ta đang âm thầm kín đáo gây dựng một cái chốn đi về cho mình trong tương lai. Đấy. Trong mỗi phút trôi qua chúng ta đang lặng lẽ có mặt trên một con đường dẫn về đâu đó. Đấy, đây là cách mà tôi hay thường nói như vậy nha. Mỗi phút trôi qua chúng ta đang gây dựng một cái chốn về cho kiếp sau. Mỗi phút trôi qua chúng ta đang có mặt trên cái con đường dẫn về đâu đó. Cho nên người tu hành là phải thỉnh thoảng nhìn xuống chân, tức là cái sống chánh niệm đó, coi cái mình đang ra sao, cái gì đang có mặt. Tu hành là biết rõ cái hao và cái quát ở chỗ đó, chánh niệm để mình biết rõ mình đang ra sao.
và cái gì đang có mặt ở mình. Đấy, biết rõ. Biết rõ hai cái này thì tự nhiên mình sẽ biết được cái thứ ba, đó là với cái hành trình này mình sẽ đi về đâu. Khỏi có thầy bà gì mối, tự mình mối luôn. Đấy, mối tự mình mối luôn. Mình thấy mà coi như mình mà cứ tham sân si mà nó dày đặc, mà nó đóng cục, đóng tạc, đóng khối thế này đó là mình biết đi đâu rồi. Mà khi nào mình thấy mình sống với tính tấn niệm định tuệ đó là mình biết mình sẽ đi đâu. Thì hôm qua trong bài giảng intensive Đức thì tôi có nhắc sơ cái chuyện này. Cái mà tu hành mà ngon lành đó thì có năm con đường sau đây để mà đi. Một là đắc đạo ngay trong thuở bình sinh, ngay lúc mình còn khỏe mạnh, không đắc đạo ngay trong thuở bình sinh. Cái thứ hai là nếu thuở bình sinh mà không đắc thì đắc lúc cận tử. Lúc cận tử là cái lúc mà mình đang trải qua một cái tình trạng tâm lý rất đặc biệt, lúc là cái gì cũng buông hết, thì trong một cái tâm trạng buông bỏ triệt để, rút ráo, hết bình, thì chúng ta lúc đó mà có kiến thức Phật pháp mà cộng với kinh nghiệm tu tập tự quán nữa thì lúc đó mình cái khả năng đắc rất cao, cao hơn lúc bình thường rất nhiều lần. Này, cho nên người tinh tấn tu tập niệm xứ thì họ có được năm cái con đường đi. Một là đắc đạo thở bình sinh, hai là đắc đạo lúc cận tử, ba là khi về trời thì ở đó có vô số thánh nhân sẵn sàng hỗ trợ mình. À, về trời ở đây có nghĩa là về các cõi dục thiên và phạm thiên. Hiện giờ nó là thánh nhân trên đó là đông đảo, là không đếm xiết. Bởi vì ngày hôm qua tôi có nói chuyện này, tôi nói mỗi trên đàn kinh nói chứ không phải là tôi nói, kinh nói nha. Tức là mỗi một vị chánh đẳng giác ra đời như vậy thì suốt 31.000 đại kiếp sau đó trong tam giới không thiếu thánh nhân. 31.000 đại kiếp sau đó không thiếu thánh nhân, nhớ nha. 31.000 đại kiếp, 31.000 đại kiếp sau đó không có bằng thánh nhân. Nhưng mà sau 31.000 đó, trong thời gian 31 đó, nếu có vị Phật khác ra đời thì con số 31 này nó được nối tiếp thêm nữa. Còn nếu mà suốt 31.000 mà không có vị nào ra đời nữa, thì tất cả thánh nhân mà đã có mặt là đều lần lượt niết bàn hết trong cái thời gian 31.000 đại kiếp đó. Rồi cứ chờ chừng nào có vị Phật chánh đẳng giác ra đời thì các ngài lại tạo thêm một cái quãng thời gian 31.000 đại kiếp vàng son nữa. Đấy, cho nên hôm nay mình có một nơi an ủi rất là lớn, tức là cái giáo pháp của Thế Tôn gọi là đạo Phật nguyên thủy đó, thì coi như là bây giờ nó nhạt nhòa rồi. Trên hành tinh thì nó nhạt nhòa rồi. Bây giờ mình nói đạo Phật là nói cho vui nha. Cái hành trì của mình á, nó không phải là nguyên thủy. Nhận thức cũng phải là nhận thức nguyên thủy. Nhớ cái đó, cả nhận thức lẫn hành trì, gia tài mình có hai cái đó thôi. Nhận thức và hành trì là đã không còn nguyên thủy rồi. Đấy. Nhưng mà trên cõi trời đó thì coi như là thánh nhân là coi như nhiều như sao trên trời, đông lắm. Bởi vì trong kinh nói là cái chư thiên phạm thiên mà chứng đạo trong cái thời Phật không có đếm số được, không có kể số được nha. Cho nên cái lựa chọn thứ ba, cái con đường thứ ba để mình cái người tinh tấn mình có, một là đạt đạo mình thở bình sinh, hai đạt đạo thời cận tử, ba là về các cõi dục thiên phạm thiên người tha hồ học đạo với thánh nhân, tha hồ được hướng dẫn. Cái thứ tư, nếu về trên đó mà cũng không đắc được gì hết thì khi mà gặp Phật ra đời đó, mình sẽ khiếp ba phi nhà, có nghĩa là mình sẽ đạt rất là nhanh. Chỉ nghe ngài nói một câu là mình đã đạt rồi. Này. Rồi trường hợp thứ tư, nếu mà gặp Phật mà mình cũng lại có khi Phật ra đời mà lúc đó mình bị trong một hoàn cảnh nào đó không có nghe pháp được, thì với cái duyên lành ba la mật tự động nó khiến mình chuyển nguyện thành độc giác, có nghĩa là thành cái bậc tự ngộ, như trên không thầy dưới không trò nha. À, đó là năm con đường để một cái người tinh tấn tự họ dầu muốn dầu không thì tự động họ lọt hẳn vô trong năm hạng này. Đấy. Một là đắc đạo thở bình sinh, hai là cận tử, ba là về trời, bốn là gặp Phật ra đời đắc rất nhanh, năm là chuyển nguyện thành độc giác. Thì thế nào rung rung cũng có người hỏi cái này ở đâu vậy bố, thì tôi xin nói rằng cái này là ở trong Tăng Chi bộ kinh mà phẩm năm pháp mà bà con tìm hụt hơi, phải không? Nói vậy là địa chỉ nó hơi bự, phải không? À, thì thôi vậy cho địa chỉ này gọn nè. Trong cái bộ Abhidhamma Ná Tam Tạng cuốn 31 mà cái phần mà giảng về độc giác mở ra thấy liền. Đây, các bạn nó có tiếng Việt rồi nha. Bạn nó có tiếng Việt.
Thì Đồng Đa nói như vậy, cái người tinh tấn tu hành nó có năm lựa chọn như vậy. Đấy. Thì coi như đó là cái bộ mà Abhidhamma tôi giới thiệu là nói về cái gì, nói cho mình biết cái cấu trúc sinh học, tức là cái đời sống vật chất của chúng sinh, cấu trúc tâm pháp, tức là đời sống tinh thần của chúng sinh, nói cho mình biết cái hành trình sinh tử của mình nó được cấu tạo ra làm sao, nó vận hành hoạt động nó ra làm sao, cái hành hoạt của nó ra làm sao, và dạy trong cái bộ đó dạy cho mình biết rằng là duyên hệ là sao, duyên sinh là 12 cái mắt xích để cấu tạo nên dòng sinh tử, còn duyên hệ là cái cách thức mà 12 mắt xích đó nó làm việc. Đấy, đúng, trong cái bộ đó dành hẳn một chương nói về là cái diễn biến tâm pháp của chúng sinh. Đấy, cái chương đầu tiên là bàn về cái bản chất, cái cấu tạo của tâm pháp, nhưng mà tới cái chương mà chương về chích tới vị thí này này là bàn về cái cách vận hành của nó. Ví dụ như khi mà mình nói mình tôi thấy một cái hoa thì cái đời sống tâm pháp mình nó diễn biến ra làm sao, rồi khi mình thấy cái hoa mình thích là từ cái thích mình chuyển qua mình nhớ nhung, mình thương tiếc, mình hờn giận, mình sợ hãi, thì lúc đó cái chuyển biến tâm pháp mình nó ra sao, cái đời sống tâm pháp, cái diễn biến tâm pháp của mình lúc mình thức nó ra sao, lúc mình ngủ nó ra sao, lúc mà mình lúc giây phút đầu đời của mình đời sống tâm pháp nó ra làm sao, và khi mà mình lâm chung rồi cái đời sống tâm pháp ra làm sao, rồi qua tới cái diễn trình cái diễn tiến của sinh học, của sắc pháp cũng vậy, là lúc đầu đời á thì cái đời sống sinh học của mình nó được bắt đầu như thế nào, và đời sống bình nhật của mình nó ra sao, và cuối cùng mình khi mình kết thúc cuộc sống mình tắt thở đó, đấy, thì cái cấu trúc sinh học của mình nó sẽ ra sao, và ở mỗi cảnh giới như vậy cái cấu trúc sinh học có giống nhau hay không ở ba thời điểm đầu thai, bình sinh và tái tục, bình sinh và mạng chung có giống nhau hay không, mình sẽ được học trong đó. Đấy, như vậy học về tâm sở, học về các cõi, các cảnh giới, đấy, học về các hạng chúng sinh, đấy, các hạng chúng sinh đó thì mình không có học, mình cứ học lấm đớp, mình chỉ biết là có con người, có chư thiên, có ngạ quỷ, có súc sinh, nhưng mà thật ra nó chia mà phân loại như vậy chưa có đủ đâu, phải học ở trong cái bộ này mình mới thấy kinh hoàng, mà đặc biệt nữa là ngài Saddhamma Chodika là viện trưởng đầu tiên, người đã khai sáng cái trường đại học Abhidhamma Rakham bên Thái, ngài đã tổng hợp toàn bộ chánh tạng và chú giải để ngài soạn một cái bộ gọi là biên khảo sâu rộng cái bộ Abhidhamma Sangaha mà tôi mới vừa giới thiệu đó. Trong đó ngài cái phần người cõi là ngài giải thích cho mình gọi là ngút ngàn luôn bao la, rồi ngài cho mình bao nhiêu cái biểu đồ về tâm pháp, tức là cấu trúc tâm pháp, cấu trúc sinh học, bình thở đầu thai, thở bình sinh và thở cận tử, chi tiết lắm, bao nhiêu là cái bản đồ về 12 duyên hệ, 12 duyên sinh và 24 duyên hệ, bao nhiêu bản đồ về cái cấu trúc vận hành của tâm và của vật này, nhớ nha. Rồi tiếp theo mấy chương sau là ngài bàn về một chữ thôi, đó là phiền não. Đó giờ mình nói phiền não chứ mình chỉ biết tham sân si thôi. Nhưng mà có trường hợp Phật kể phiền não nó gồm có hai, đó là tham ưu. Có lúc ngài kể phiền não chỉ có một, đó là dễ ngươi. Có lúc ngài kể có hai, đó là tham và ưu. Có lúc ngài kể phiền não có ba là tham sân si. Có lúc ngài kể phiền não có bốn, đó là tứ phược, tứ phối, tứ kết, tứ thủ. Đấy. Có lúc ngài kể phiền não có 10. Đấy. Có lúc ngài kể phiền não có 6. Nhớ nha. Thì tại sao có lúc kể về có lúc kể khác, học rất kỹ về cái phần đó gọi là phần bất thiện tập yếu. Rồi tiếp theo là ngày trong đó có một chương đặc biệt để bàn về cái gọi là giác phần tập yếu, có nghĩa là cái chương mà bàn về phiền não là bàn về tất cả cái gì mà nó đưa mình đi luân hồi mà thuộc về bất thiện. Còn bên cái giác phần tập yếu là toàn bộ những cái thành tố tâm lý nào mà được xem là cái con đường giải thoát, ví dụ như là tính tấn niệm định tuệ chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp lập. Thì nguyên cái phần đó được gọi là giác phần tập yếu. Đấy, nhớ nha. Thì nãy giờ tôi cho bà con học cái nội dung, học sơ sơ cái nội dung, thì đây là những cái nội dung giáo lý mà bà con bắt buộc phải biết. Đó là tôi nhắc lại cho mấy cái người mà sơ cơ nhớ này. Cấu trúc tâm pháp, cấu trúc sinh học, bộ cái gọi là bối cảnh các cảnh giới tái sinh,
phân loại các hạng chúng sinh trong đời, giải thích tường tận cặn kẽ chi tiết rốt ráo cái gọi là nhân quả báo ứng, cái gọi là đầu thai tái sinh, phân tích rốt ráo cặn kẽ cái gọi là phiền não, cái gọi là giải thoát, phân tích cặn kẽ 12 duyên sinh và 24 duyên nhẹ, rồi cuối cùng đó là một chương bàn về cái chữ tu. Đấy, chữ tu, tu ở đây nó gồm có cái gì? Nó gồm có giới định tuệ. À, giới đây là cái gì? À, giới đây là gì? Giới đây là gồm giới xuất gia và giới cư sĩ, giới thân khẩu và giới tâm. Đấy. À, giới Phật và giới tâm, giới Phật tức là giới thân khẩu, còn giới tâm tức là ý đó. Đó là giới. Còn định ở đây có nghĩa là từ cận định trở lên đến phi tưởng, phi phi tưởng. Còn tuệ đây tức là cái hành trình mà tu tập tuệ quán. Mà cái tam học ở đây đó được trình bày dựa theo cái bài kinh Trạm Xe Ratthanivapa ở trong Trung Bộ Kinh do Ngài Sa La Phất Ngài phân tích. Nhớ nha, thì tam học ở đây được phân tích theo cái bài kinh đó, phân tích theo cái là hệ thống thất tịnh, tức là gồm có giới tịnh, này, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, tiến hành tịnh, tri kiến tịnh, tổng cộng lại được gọi là thất tịnh. Thì là Ngài phân tích tam học nè, phân tích bát chánh đạo, 37 vô đề phần gom là thành trong 7 cái tịnh. Đấy. Thì căn cứ trên 7 tịnh này đó, về thì đó là về là ngày về sau là Ngài Bồ Đề Cô Sa nó đã căn cứ vào cái tinh thần tam học và thất tịnh để viết nên cái bộ gọi là Visuddhimagga, có nghĩa là thanh tịnh đạo đó. Nghe nhớ nghe. Như vậy là mình vừa học xong gọi là chín chương của bộ Abhidhammasangha. Chín chương này nó được xem là cái chìa khóa để mở cửa vào 7 bộ A Tỳ Đàm, mà đồng thời người mà học xong chín chương này là bước vào thế giới kinh tạng thanh thản thông dong, như là đứa con mà trở về căn nhà cũ, căn nhà hương họa vậy, thân thuộc quen biết và không có cái gì mà cảm bỡ ngỡ xa lạ hết, bởi vì đó là từ đường là hương họa của mình mà nha. Mà xui một chỗ đa phần chúng ta là những đứa con ngoan, không cha không mẹ, không biết cha mẹ ông bà đâu, không biết đất hương quả là gì, cứ đi đâu tới cái miếu là nhào vô lại xì xụp, thấy ông già bà cả là nhào tới kêu ngoại ơi nội ơi, thấy bà nào trẻ trẻ rùng rồn là gì ơi cô ơi, chỉ biết vậy thôi. Chứ thật ra mình có ông bà cha mẹ, có đất từ đường hương quả ngon lành lắm, đấy, ngon lành lắm. Cho nên là mình phải có đường để mình trở về. Mà bữa hổm tôi có nói rồi, toàn bộ giáo lý của Phật gom gọn trong cái tinh thần buông bỏ. Nhớ nha, buông bỏ có ba. Một là bỏ cái ác để về với cái thiện. Đó. Cái thứ hai là bỏ cái riêng để mà để về với cái chung. Bỏ ác về thiện thì biết rồi. Đấy, biết rồi. Bỏ tham sân si mà trở về với tam học. Đấy, bỏ tam độc để về với tam học thì cái đó là hiểu rồi. Nhưng mà bỏ cái riêng mà để về với cái chung là sao? Là tôi học, tôi giỏi, tôi dở, tôi trí tuệ, tôi chậm lục, tôi chánh niệm, tôi thất niệm, tôi thiền định, tôi thiếu định, thí dụ như vậy. Đó gọi là sống trong cái riêng. Đấy. Rồi tiếp theo, thầy tôi, chùa tôi, hệ phái tôi, đường lối của tôi, quan điểm lập trường của tôi, đó là cái riêng. Trong khi đó mình phải hướng về với cái chung, hướng về chư Phật, hướng về chánh pháp, hướng về lẽ phải, hướng về chân lý, cái đó là cái chung. Cái con đường nào đúng là mình theo, ông nào nói đúng là mình theo, nhưng mà theo là theo cái đúng đó của ông. Mà ông đúng là đúng với Phật, như vậy cái người mình lạy là lạy Phật. Mà Phật thì không có một, Phật Thích Ca chính là chư Phật ba đời mười phương. Nhớ nha. Còn cái ông thầy mà ông dạy cho mình mà nếu ông dạy trật thì không có gì để bàn, mà nếu ông dạy trúng thì ông chỉ là một giọt nước trong biển. Mình lạy là lạy cái biển, nhưng mình không có lạy cái giọt nước đó. Nếu mình có thương lâu lâu cho ông cái gì đó, gặp ông chào cái rập rồi xong. Nhưng mà cái chánh vẫn là tri ân đại dương, chứ không phải tri ân cái giọt nước. Nhớ nha. Cho nên bỏ cái riêng về cái chung. Bỏ cái riêng là đối với mình á, mình phải bỏ cái riêng. Đối với thầy, đối với hệ phái, đối với đoàn thể của mình, mình cũng phải là tự cứu mình ra khỏi cái dòng kiềm tỏa. Đa phần chúng sanh là cái hoạt động theo cái nhãn hiệu, rồi từ đó nó nhảy nảy ra cái phe phái vây cánh mệt mỏi nha.
Cho nên cái buông bỏ là đạo Phật, một là bỏ cái thiện về với ngã, thứ hai là bỏ cái riêng về với cái chung, và cái thứ ba bỏ cái cũ để về với cái mới, bỏ cái thấp để lên được cái cao. Chứ còn gà què ăn quẩn cối xay cả đời làm kiếp kiến bò miệng chén không có khá được. Nhớ nha, phải bỏ cái cũ đi lên cái mới. Mình hôm nay phải khá hơn mình ngày hôm qua, mình năm nay phải khá hơn mình năm tới, năm trước. Này. Còn đa phần á, mình năm nay khá hơn mình năm tới không. Mà đúng là mình năm nay phải khá hơn năm trước chứ không thể năm nay mà khá hơn năm tới được. Nhớ nha, nhớ cái đó. Năm nay không thể nào hơn năm tới được. Năm nay mà hơn năm tới là coi như là giữ cái nước mà cạp đất mà ăn. Đấy. Một điều nữa mà tôi đặc biệt muốn gửi gắm trong cái bài giảng sáng nay cho cái room này, đó là tất cả cái gì mà ta có được từ kiến thức cho đến hành trì, nó đều là những cái trạm dừng trên con đường vạn lý. Nó là nhà ga, nó là phi trường, nó là bến cảng, bến tàu, chỗ neo ghe buộc xuồng. Chứ nó không có phải là cái chỗ mà gọi là đời kiếp mình ở đó. Bởi vì đã nói con đường là cái chỗ để mình đi, chứ phải con đường mà là phải chỗ mình ở. Cái nhà mới là chỗ mình ở. Chứ còn cái con đường hoặc là cái trạm, đã nói cái trạm rồi. Trạm hay là đường có nghĩa là chỗ để mình đi, chỗ mình ghé, ghé tạm thôi. Nhớ nha, đường để đi mà trạm để ghé. Còn ở là về nhà kìa, nhớ cái đó. Cho nên mọi thành tựu của mình nó chỉ là cái trạm dừng trên đường mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhớ một điều. Muốn lên máy bay là phải có cái vé. Bay rồi, xuống đất rồi, về tới nhà rồi, thì cái vé máy bay đó nó không còn giá trị nữa. Chứ mình không thể nào mình thấy cái vé nó nên giá nó cả mấy ngàn đồng. Mình quý quá rồi, cái mình đi xong cái chuyến đó, mình đem về nhà mình bỏ trong cái safe box, mình gửi nhà băng, thì cái đó là xin lỗi, cái đó là tôi về ba trận. Tiếng Việt Nam gọi là ba trận. Còn mình cái từ sang nó gọi là tâm thần, còn cái từ bình dân gọi là ba trận nha. Cái vé đó mình mua 5 ngàn, mình bay từ Thụy Sĩ qua bên Úc, first class hay là business gì đó, quý thiệt á. Nhưng mình đi xong là về, làm ơn mình liền bỏ, chứ còn mình thấy cái vé 5 ngàn quý quá, về cái đi bọc plastic rồi mình bỏ xếp bóc rồi gửi nhà băng, thì cái đó tôi xin chia buồn cùng tan quý. Đó là trong nhà đã có tên ba trận rồi nha. Thì toàn bộ giáo pháp mình học được chỉ là tấm vé business first class thôi, chứ không có là cái gì hết. Phật dạy mọi thứ mà mình hành được, học được chỉ là cái bè qua sông. Qua sông rồi thì các bố phải nhẹ nhàng lịch sự để cái bè đó lại và đi tay không. Chứ còn mà nhiều bố sáng quên uống thuốc, qua sông rồi giá cái bè đi luôn. Đó người ta gọi là quên uống thuốc. Đó thuật ngữ y học gọi là quên uống thuốc. Cho nên là đó là chuyện phải nhớ. Chuyện thứ hai, hãy nhớ cái này. Những gì mà sau này các vị thấy được, biết được, hiểu được, ngộ được trong lúc chứng đạo, nó hoàn toàn nó không có giống với cái hôm nay các vị học, không giống. Mà nhiều người không biết cái này, cứ tưởng là học ba mớ, kể cả mà giỏi bằng trời, có 50.000 đệ tử dưới quỳ dưới chân nữa, mà nếu chưa làm thánh thì cái biết của mình luôn luôn trong tình trạng cần phải rebuild và renew. Nhớ cái đó, chưa là thánh thì tất cả nhận thức và hành trì của mình luôn luôn trong cái tình trạng phải review và renew hết, bởi vì nó trong tình trạng xác lại này. Phải xác lại, chỉ có thánh nhân là cái biết giống nhau thôi, chứ còn phàm phu thì người về người khác, người về người khác. Nhớ cái này rất là quan trọng. Tuy nhiên mình vẫn phải học, học để mà biết đường mà đi. Nhớ nha, tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, cái công thức nấu canh là mình phải học. Cái miếng canh mà mình bỏ vô trong miệng nó hoàn toàn không giống người công thức mà mình viết bằng bút trên cái tờ giấy hồi nãy. Không có thể nào lấy cái công thức nó vô bỏ miệng nuốt ực là sai. Nhớ nha, cái công thức nó được dùng để nấu canh. Mình ăn là ăn cái canh đó, mình nuốt là nuốt cái canh đó. Mình tiêu thụ là tiêu thụ cái canh đó. Vậy còn cái miếng giấy mà ghi công thức là đồng có phải. Nhớ nha. Mà nhiều người hôm nay mới học được có cái công vài cái công thức nấu ăn là tưởng mình là trời rồi. Nha, sai, sai. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần, cái con đường mà trên bản đồ nó không giống cái con đường ở ngoài đời. Con đường ngoài đời nó có núi, sông, rồi kinh, rạch, phố, xa, nhà, cửa, dập, diều, tài tử, giai nhân, ngựa, xe, như nước, áo, quần, như đen. Nhưng mà cái con đường mà trong bản đồ nó chỉ là một cái vệt mực ngoằn ngoèo mà thôi. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Cái vệt mực này nó chỉ chỉnh gan tay
đấy, mà ở ngoài đời nó có thể tới cả mấy trăm cây số, à, mấy trăm cây số. Nhưng mà nói như vậy đó là mình phủ nhận cái giá trị của bản đồ là sai, vì không có bản đồ anh đi kiểu gì. Anh đừng có nói tụi anh đi bằng cái GPS nha, tôi đang nói cái bản đồ. Đó, thì không có bản đồ bằng giấy này, anh đi bằng cái gì? Anh phải có bản đồ, anh phải có nha, anh phải có. Nhưng mà anh có, nhưng anh luôn luôn anh tỉnh, anh nhớ thế này, nó cho mình cái phương hướng, nó cho mình cái tọa độ, nó định vị kinh tuyến, vị tuyến cho mình đi, chỉ vậy thôi. Chứ cái con đường thực ở ngoài đời nó không có phải là y chang như cái vệt mực ngoằn ngoèo này. Đấy. Thì kinh điển là những cái vệt mực ngoằn ngoèo trên tấm bản đồ đó. Đấy. Mình cầm cái bản đồ đó để mình nương cho nó mình đi, và cái quãng đường mà mình đi đó nó không giống như là cái vệt mực trong cái tấm bản đồ. Đấy. Và nên nhớ giải thoát, nhiều người họ tính giải thoát là giải thoát ở cứu cảnh, sai. Không phải sai lắm, nhưng nó chỉ nó không được đầy đủ. Giải thoát ngay trên từng cái bước chân trên đường đó. Anh có đi kiểu giải thoát thì anh mới tới được cứu cánh giải thoát. Cái lý tưởng, cái cứu cánh giải thoát nó không giống như là cái destination ngoài đời. Destination ngoài đời đó, cái chỗ đó, nó miễn là anh đi đúng hướng, thì anh đi bằng tâm trạng nào cũng được. Nhớ nha, anh đi, anh hờn giận anh đi, anh sợ hãi anh đi, anh tức tối anh đi, anh vui vẻ anh đi, anh yêu đời anh đi, anh bi quan anh đi. Miễn là anh đi đúng đường thì anh tới cái destination đó. Nhưng mà trong con đường tu hành thì khác, anh phải đi bằng từng bước chân giải thoát thì anh mới đi đúng đường. Anh đi bằng cái bước chân mà nắm níu ghi chặt là cái chân anh nó quay ngược trở lại liền, cái gót anh nó quay trở liền, lạ vậy đó. Cái đạo Phật nghe dễ mà khó. Này, tôi nhắc lại, ở ngoài đời đó, miễn là anh chọn đúng cái destination, anh chọn đúng con đường là anh đi được, anh đi bằng tâm trạng nào, anh đi bằng phương tiện gì, không là vấn đề, nó chỉ là nhanh hay chậm thôi, thoải mái hay là khó chịu thôi. Đấy. Nhưng mà cái con đường giải thoát thì nó lại khác. Anh phải đi đó bằng cái lý tưởng gì? Ví dụ như anh đang là cạo đầu đắp y, anh đang tu tứ niệm xứ, nhưng mà cái lý tưởng của anh là cái gì? Anh cầu quả nhân thiên, anh đi mà anh tu thiền, anh cạo đầu đắp y đi mà anh cầu danh cầu lợi, tu mà muốn được lật vật chất, muốn được đắc chứng, muốn được phỉ lạc, tu mà còn muốn người khác biết, tu mà sợ người ta không có hay, còn loại tu lạ, tu mà sợ người ta không biết, đúng là cái thứ mà tu thiệt đó, nó trốn chui trốn nhủi như là cái kẻ tử tù bị truy nã, đúng là tu thiệt đó. Người ta không có muốn tiếp xúc, người ta không muốn khoe mẻ, nói ra nó mắc, khoe ra là tự nó mẻ, cái gì đó, khoe là tới nó bị mẻ, ngộ lắm. Tu mà thứ thiệt đó là người ta chỉ muốn kiếm chỗ nào người ta trốn, giống như trốn truy nã vậy. Còn cái thứ tu mà muốn cho người khác biết, tu mà chuông trống sùm, tu mà gửi về mà nó thông báo nhiều quá thì cái đó chưa tới. Họ không thấy được cái vị ngọt trong cái tu, mà họ chỉ thấy được cái ngọt ở trong cái sùm bát nhã thôi. Cái đó là bát nháo, là bát nhã nha, cái đó là bát nháo. Còn tu bát nhã là không sùm, chỉ có tu bát nháo mới sùm thôi. Thì ở đây tôi nhắc lại là giáo lý là phải học, nhưng làm ơn nhớ giùm cái mà mình sẽ liễu ngộ, cái mình sẽ chứng đạo đó. Cũng về danh sách, cũng về năm quẩn, cũng về tâm pháp, cũng về sắc pháp. Nhưng mà lúc mà mình chứng ngộ rồi, thì những cái vô thường của vô ngã lúc mình thấy nó không giống như lúc mình học trên trang kinh. Tuy nhiên, thiếu trang kinh ấy, ta không có thầy. Trước khi Phật tịch, Phật dạy rồi, ta đi rồi, thì cái người thầy duy nhất của các ngươi chính là giáo pháp. Thì giáo pháp hôm nay thì nó có hai ngã. Một là từ mấy người thuyết giảng. Hai là từ kinh điển. Mà mấy người thuyết giảng thời xưa thì còn tin là mấy người thuyết giảng ngày nay thì ghê quá. Cho nên mình chỉ còn lại có kinh điển. Mà vừa rồi tôi có nói là kinh điển thì nó tới một rừng lại. Thì ok, bây giờ mình chỉ theo căn bản. Năm 1952 tại Colombo thì có một cái hội gọi là International Buddhist Fellowship, một cái đại hội liên hữu quốc tế, liên hữu Phật giáo thế giới, có một họp để mà gọi là tìm cái sự gọi là tìm ra được một cái mối, một cái nét chung của các cái hệ thống Phật giáo trên toàn cầu để mà kết nối làm thành ra một cái gọi là hội đồng liên tô, hội thân hữu Phật giáo toàn cầu. Thì trong đó có mấy cha bên Tây Tạng, rồi mấy cha bên Liên Hoa Tông, Nhật Liên Tông của Nhật, rồi mấy cha bên Đại Hàn, Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Mỹ, Anh, Lào, Thái, tùm lum.
Thì các vị thống nhất với nhau, dù là Nam Tông, Bắc Tông hay là Mật Tông, với bao nhiêu hệ phái thì cái chung vẫn là xem Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni là đạo sư, vẫn xem cái cốt lõi giáo pháp là bốn đế, là 37 bồ đề Phật, là cái giáo lý tam pháp ấn vô thường của vô ngã. Thì cái đó nó được xem là cái nền tảng chung. Còn cái râu ria thì mỗi anh em, đặc biệt là về cái đường lối hành trì, thì có thể có khác, chứ nhưng cũng nhắm tới cái giới, nhưng mà mỗi hệ phái có kiểu giữ giới riêng. Đấy. Rồi cũng định, nhưng mỗi phái có cái định riêng. Còn cái chuyện đúng sai thì ở đây không có bàn tới, chỉ bàn cái chung, lấy cái chung để tìm về với nhau. Thay vì dựng lên những bức tường ngăn cách thì mình lại xây lên những chiếc cầu cảm thông. Đấy. Thì ở đây mình thấy trong cái cuộc đại hội Phật giáo Liên hữu quốc tế năm đó, thì người ta đã đưa ra những cái điểm chung. Thì dầu hôm nay người nghe cái râm này, nghe bài giảng này của tôi, các vị có là khất sĩ Nam Tông, Bắc Tông, Cao Đài, Hòa Hảo gì đi nữa, nhưng mình phải tìm đến cái chung để mà mình có thể thống nhất với nhau là tu là tu cái gì. Đấy. Mình không phải mất nhiều thời giờ, không phải mất nhiều thời giờ để mà đấu đá với nhau, bởi vì mình thấy thân sinh tử này nó là của nợ, không biết là nó ngã xuống lúc nào, mình không biết lúc nào mình sáng ngủ dậy dở tay lên, miệng méo xẹo rồi chảy nước bọt rồi nói không ra lời, nó ngán lắm. Bây giờ mình còn ngon lành thì mình còn triết lý, còn cãi cọ, còn đôi chối rồi mạnh lắm, chứ còn mai mốt là nó chết thì khỏi nói rồi, còn cái thứ mà nó chịu chết mà nó nằm liệt giường thì mình mới thấy cái tào lao của mình hôm nay mình quá quẩn. Việt Nam tiếng Nam Bộ mình quẩn rảnh dư hơi hâm là khùng đó. Vừa dư hơi mà vừa hâm. Cái mà quan trọng nhất là mình phải xác định cái thân sinh tử này nó là của nợ. Đấy. Do sống thất niệm cho nên mình không thấy cái sự hiện hữu này nó là gánh nặng. Chứ người có chánh niệm, người có lòng cầu giải thoát, có chánh niệm, sống chánh niệm, nghĩa là làm gì biết đấy, không? Thân tâm ra sao biết rõ, thì người nó sẽ thấy rằng ngày nào mà còn lê cái của nợ mấy chục ký này trong cuộc đời này, nó còn là cái khổ. Phải thấy đó là khổ mới được. Đây. Dầu ông hoàng bà chúa hay là kẻ vô gia cư hành khất thì đều có điểm giống nhau, đó là lê cái thân này trong đời là mình phải gồng gánh theo đó tất cả những cái hệ lụy mà dính liền với nó. Do có cái thân này nó mới có nóng lạnh đối khác, nhức mỏi đau đớn. Do có cái thân này nó mới có cái chuyện thị phi phải quấy, rồi buồn vui vinh nhục. Chứ nếu mà cái thân này nó chỉ là một làn khói thì tình hình khác đi nhiều lắm, người này. Khác đi nhiều lắm. Đấy. Chính vì cái cục nợ mấy chục ký này nè, mà mình lại tìm đủ cách. Mình hồi xưa cái gốc đó là mình trốn khổ tìm vui, mình chỉ là thấy cái gì khó chịu thì mình né, mà cái nào dễ chịu thì mình đi kiếm. Nhưng mà dần dần thì để giải quyết cái nhu cầu trốn khổ tìm vui ấy, chuyện gì mình cũng làm hết. Đấy. Chuyện gì mình cũng làm hết. Thì có kẻ thì có học thì trốn khổ tiền vui thì kiểu có học, có tiền thì trốn khổ tiền vui thì kiểu có tiền, còn dốt nghèo bệnh hoạn xấu xí thì mình lại trốn khổ tiền vui theo cái điều kiện mà mình có. Đấy. Nhưng mà cái tụ chung lại của Phật pháp đó là vẫn là bốn sự thật căn bản, noble truth. Một, thấy rằng mọi hiện hữu là khổ. Ngay cái lúc mình niết bàn, Đức Thế Tôn đã chốt lại toàn bộ giáo pháp trong một câu, gọi là Vayathamma Sapasangara Appama Dina Samba Di. Mọi hiện hữu đều là vô thường, mọi quả vị thánh nhân hay là phàm phu. Đấy. Khổ lạc hỷ là khổ ưu, thiện ác buồn vui thích ghét, tất thảy đều vô thường, hãy tinh tấn chớ có dễ ngươi. Đó là câu nói cuối cùng. Vayathamma Sapasangara, tất cả mọi hiện hữu đều là vô thường, có rồi mất, tức là cái rốt ráo. Còn mình bàn cho nhiều, bao nhiêu cái chính trị, văn hóa, tôn giáo, khoa học, thì vì sống trong thế giới này chúng ta phải biết một tí để mà sống, không thì nó thành đá đất vô tri, sao sống với ai nha, phải biết chút. Nhưng mà cái phần lớn thời gian trong đời chúng ta phải nỗ lực như có thể. Nỗ lực là sao? Không có nói suông được. Nỗ lực là sống trong tỉnh giác, luôn luôn tỉnh giác, biết rõ là thân này là của nợ và nó đang trong tình trạng nào. Nhớ hai câu đó thôi. Hiện hữu này là của nợ và nó đang trong tình trạng nào.
chỉ vậy thôi, toàn bộ Phật pháp chỉ gom gọn đó. Bất cứ một cái pháp môn nào mà đi theo nó mà mình không có được hai cái nhận thức về hành, hai cái khía cạnh nhận thức và hành trì mà nó không đúng với cái này thì cái đó giải được. Một là phải luôn luôn nhớ rằng thì sự hiện hữu nào trên đời này cũng là của nợ, và thứ hai mình đang ở trong tình trạng như thế nào, thiện ác buồn vui biết rõ không, biết rõ, biết rõ, biết rõ mọi thứ là khổ, và cái thứ hai biết rõ rằng mình đang có thái độ tâm lý như thế nào đối với cái khổ ấy, thì đó chính là những cái nội dung tu học của người Phật tử này. Còn nếu như mà mình coi như là theo đuổi một cái đường lối nào đó mà với cái ý hướng đi ngược lại tinh thần giải thoát, còn cầu mong trông đợi một cái sự hiện hữu, một hình thức có mặt nào đó là chưa khả. Vì sao? Vì mình chưa thấy rằng cái sự hiện hữu đó là khổ, dầu là của gọi là thái thượng ngẫu, là lão quân, là ngọc hoàng thượng đế, diêu trì dương mẫu, hay là của cô hồn các đảng phiêu phong giả quỷ đi nữa, thì cũng phải nhìn nhận là ngày đó chúng ta, khi chúng ta chưa thấy được cái sự khổ ở trong mọi hình thức hiện hữu, thì ngày đó sự tu hành chúng ta nó chưa phải là đúng với lời Phật. Bởi vì cái lời dạy rốt ráo của Đức Phật là ngày xác định mọi hiện hữu đều là khổ. Thì đó là cái nội dung giáo lý mà mình cần phải học nha. Tôi nhắc lại, hệ phái nào, đường lối nào, thầy bà nào, quan điểm như thế nào, miễn là mình có lòng cầu giải thoát thì phải chấp nhận những điều đó, những điều tôi vừa trình bày nãy giờ. Tôi không hề kêu gọi các vị phải thờ tôi như thầy, không yêu cầu các vị tin lời tôi như sấm, phải. Những gì tôi nói hoàn toàn chỉ là những gợi ý, những đề nghị, những khơi gợi mà thôi. Thì bà con có người đã tự nghĩ ra rồi, còn có bà con quá bận rộn. Bữa nay trong bài giảng này tôi chỉ hé hé ra cho bà con thấy, hình như đó chính là những điều mà bà con phải quan tâm. Nếu mà có một phút giây nào đó bà con thấy cái sự tẻ nhạt và vô vị của đời sống, chẳng lẽ mình có mặt ở đời này rồi đi học, rồi đi làm, rồi lấy vợ lấy chồng, đẻ ra một bầy con, tậu một cái nhà, rồi chờ dưỡng già hay trong cái nhà viện dưỡng lão hay sao? Người mà có duyên làm giải thoát, họ phải đặt vấn đề đó. Hết thế hệ này tới thế hệ khác, làm nên một cái vòng quay là nhạt nhẽo, vô vị như vậy hay sao? Cứ là trai lớn lấy vợ, gái lớn có chồng, đẻ con, mua nhà, rồi đi làm để sống, sống để đi làm để sống, rồi sống để đi làm. Rồi lâu lâu á, được một vài lần vui trong mấy cái lần đi vacation, trong những bữa ăn với gia đình, những cái party với bè bạn, lâu lâu được một lần. Quý vị phải bình tĩnh nha, phải bình tĩnh, phải chậm rãi, phải khách quan và trung thực nha, nhớ nha. Thưa sư, cái hình của sư không còn. Dạ. Dạ, bình tĩnh, khách quan, trung thực. Để mà thấy, để mà thấy là trong một tuần lễ như vậy có được bao nhiêu ngày vui, và trong một ngày như vậy có bao nhiêu giờ vui. Nhớ nha, bình tĩnh, bình tĩnh phải bình tĩnh. Có một ngày có bao nhiêu giờ vui, một giờ có bao nhiêu phút vui, một ngày có bao nhiêu giờ vui, một tuần có bao nhiêu ngày vui, và một tháng bao nhiêu ngày vui, một năm bao nhiêu ngày vui. Nghĩ cái đó mới là hết hồn. Còn đằng này, tại sao mà chư Phật không ra đời lúc này? Thời Phật, một khai thị nhỏ, cái chuyện mà thấy một người già, thấy một người bệnh, ta bỏ nhà đi tu, chỉ nó nhiều lắm. Còn ngày nay thì không. Ngày nay nói gì thì nói. Tôi nói hoài, nếu mình thấy người ta già, bệnh mình ngán thiệt. Mình đi vô bệnh viện, mình thăm người bệnh, mình thấy ngán hoài. Mình cứ nghĩ là bụng bước ra, không chuyện là về là tu khẩn cấp, tu rốt ráo, tu triệt để, tu 25/24 luôn. Nhưng mà nó ra khỏi bệnh viện nó quên, nó lạ vậy, ra khỏi bệnh viện nó quên. Còn đi đám ma nó là coi như nó thấy cái xác người ta là nó cứ lén lén, nó nghĩ là còn lâu lắm đến mình, lâu lắm đến mình, luôn luôn là như vậy. Và nó có một cái trường hợp thứ ba còn ớn nữa, đó là bất chắc. Mình nghĩ rằng trên đời này có biết bao nhiêu thiên hạ, không? Mà trong đó có được bao nhiêu người biết Phật, có bao nhiêu người biết tu. Rồi thế giới cũng vậy, trái đất vẫn quay, thế giới vẫn vận hành bình thường, có gì đâu. Mình thì cũng chỉ là một trong 7 tỷ người đó thôi.
mà số người tu rồi có được ai đâu, rồi thế giới cũng vậy. Bây giờ có tu thêm 1 triệu người, 20 triệu người, thế giới cũng vậy thôi. Tới cái cử mà nó dễ ngươi rồi đó thì nó đơn giản lắm. Mình thấy người ta sao mình vậy, còn cái chết đó, bây giờ nó chưa tới, mình nghĩ thứ nhất mình còn lâu lắm, thứ hai nữa đó là ai cũng chết, cũng nhờ có đâu sợ. Tôi ở mình cách đây 3 năm về trước, tôi ở bên Mỹ, không năm nào tôi ở bển, nhưng mà cách đây 3 năm tôi có gặp một cái cô, tôi có quen một cái cô đó, của người Cơ Đốc, người Cơ Đốc giáo, con chiên quan đạo lắm. Tôi có quen với cô, ngẫu nhiên làm giấy tờ, nó làm giấy tờ gặp cô, thì cũng dễ thương quá, mà cô người sắc sảo lắm, trí bén lắm. Thì tôi không có cái chủ trương mà coi như đi truyền đạo nhồi sọ, mà bất chấp hoàn cảnh, bất chấp đối tượng có. Trong một lúc nào đó mà thuận duyên thuận cảnh lắm đó, thì tôi mới hé môi, nếu mà người đó có duyên thì họ hỏi thêm, còn không thì thôi. Nhưng mà kẹt lắm, thế là thấy được gặp đặc biệt quá, thương quá, quý quá, mà thấy còn cái điều kiện nó tốt quá, rồi tôi có hé ra chút xíu để ý. Mà nếu thấy người ta làm lơ thì tôi cũng lơ luôn, giống như tôi mới vừa ho vậy thôi. Thì bữa đó có cái chuyện gì tôi quên, mà tôi có nhắc, tôi có nói một cái ý cái này, tôi nói tuổi trẻ cái gì cũng được, nghĩ là tuổi già ngán quá, tôi tính mại hơi vậy đó, mình thấy nghĩ là tuổi già ngán quá. Rồi tới hồi chết rồi tôi nói, rồi nghĩ tới mấy cụ mà 80-90 rồi, đêm hôm nằm mình vậy đó, rồi nhớ tới cái chết, mấy cụ có sợ không? Không. Vì tôi biết có một vài cụ là không dám ngủ, sợ ngủ đi lưu, có. Rồi tôi biết có cụ là coi như là không dám mổ, bác sĩ kêu mổ họ nó không, để nghe nó mổ cái khả năng đi nó hơi cao đó. Rồi, cho nên họ nói theo cái niềm tin dân gian đó là người lớn tuổi nên kỵ dao kéo, nó có cái mùi dao kéo vô nó dễ đi đó. Ai biết nó đúng sai, trong rung là có mấy bác sĩ thì biết, mà tôi có nghe cái đó, nói nghe cái ung thư nữa, nó ung thư cứ trị cái gì trị, nhưng mà kỵ dao kéo, nó có cái mùi dao kéo vô cái nó dễ đi đó. Có cái cụ đó tôi biết là 90 rồi đó, mà bác sĩ kêu mổ cái gì đó mà cụ không mổ, cụ nói không, uống thuốc giảm đau rồi gì nào đi đi chứ còn cụ không dám mổ. Còn tan nát chứ, được có cái cụ đó bên Florida là không dám ngủ, cụ chỉ ngủ khi cụ đuối, cụ mệt thôi, chứ còn cụ không có mà tới giờ vô giường mình chỉnh sửa chăn màn gối đệm rồi ngủ như ta là có. Cụ ngủ sợ là đi luôn đó, mà mỗi sáng cụ dậy đó cũng mừng lắm, nhìn quanh thấy nắng gió tiếng chim hót tiếng cho con cháu kia cụ mừng lắm. Thì cụ biết cụ mới vừa qua đường đêm, thì tôi cũng kể, cũng nói nhẹ nhẹ cho cổ nhân nghĩ đủ dài ghét quá. Rồi chưa kể cái chết nữa, thì cổ phán lại câu thế này, cổ nói, có ở đâu sợ chứ, bây giờ mình còn trẻ mình thấy sợ, chứ tới lúc mà nó mình già nó mệt mỏi lúc mình thấy mình đâu còn sợ chết nữa. Cổ nói là hoàn cảnh nào là tâm trạng đó mình mới cần lo trước. Tôi giật mình tại sao tôi giật mình là cổ nói hay quá, cổ nói hay quá. Mà tôi sợ rằng nhiều người phần tử mà họ nghe được cái câu đó là mệt. Bởi vì cái câu đó đúng là nó có một cái tác dụng nhất thời, mà nó trấn an mấy người mà coi như là yếu bóng vía, những người mà sợ già, sợ chết, sợ bệnh, họ nghe câu đó khoái lắm. Nhưng mà tôi hết hồn ở chỗ đó là nếu mà những người đang tu hành tinh tấn mà nghe câu này giáp họ xịu là mệt lắm. Mà bà nói nghe cũng có lý, bà nói là hoàn cảnh nào thì tâm tài trạng đó con có lo. Bây giờ mình còn đang trẻ, mình sợ chết, sợ mất mát, sợ bỏ lại cái này cái kia. Cái tới hồi mà mình già, mình yếu, rồi mình đi đứng khó khăn, rồi bệnh hoạn đau, nhức tê mỏi rồi đó. Nặng nề, khó khăn, rồi mũi giải lòng thần, rồi con cháu nó khó chịu. Tự nhiên lúc đó mình cũng không có sợ chết nữa. Lúc đó đi nó là giải thoát. Hoàn cảnh nào tâm trạng đó. Nè. Thì trong kinh đó, Đức Phật có một cái từ đó, cái là Paraloka Phayarasavi. Có nghĩa là cái người mà hữu duyên đó, người hữu duyên, có căn lành giải thoát đó, thì họ mới có cái khả năng ưu tư về cái chuyện tương lai, gọi là paraloka, là đời sau kiếp khác, paraloka payadasavi, có nghĩa là có khả năng có cái sự ưu tư về cái bước đường trước mặt. Còn cái người bình thường đó, nhất là bây giờ nó có cái loại mà triết học hiện sinh, sống hôm nay biết ngày nay, hôm nay có rượu hôm nay say, kim nhật hữu tử kim nhật túy, bữa nay có rượu bữa nay say,
rồi bây giờ nó còn có lộ ra những cái trường phái và coi như là Phật giáo nha, có gắn nhãn hiệu Phật giáo là sống trong hiện tại, là không có ưu tư, mà đúng kia nó họ hiểu sai chứ. Hiện tại đây có nghĩa là chánh niệm, là mình đang ra sao biết rõ như vậy. Nhưng mà tôi có biết nhiều cái trường phái hôm nay rất là khác, đó là cách nói mà cho nó vừa lòng mấy người mà muốn hưởng thụ á. Nói là đạo Phật là không có nặng lòng như vậy, thiền định chỉ là làm mất thời gian, tư thế thiền định chỉ làm cho mình bị mất sức khỏe hết. Đấy, phản khoa học, mà giữ tâm hồn nhiên trong sáng, giữ tâm hồn nhiên sáng, sống trong pháp, nó làm sao thì cứ sống chiều cho nó như vậy, luôn 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 tỉnh thức. Đối với người biết đạo thì họ nghe và họ còn hiểu chút đỉnh, vậy còn cái thứ mà nó chưa biết giáo lý mà nghe vậy thì một là nó mù tịt, hai nó là nó đi theo của nó là chết luôn. Tức là mình cứ hồn nhiên trong sáng, mà bà cố tôi không biết hồn nhiên trong sáng là sao. Đấy, thì cứ đang vài bạn rồi tiếp tục bài bạc nhậu nhẹt chích thúc, rồi tiếp tục nhậu nhẹt chích thúc, nhưng mà mình cứ cũng vui vẻ shopping thì cứ shopping cũng hồn nhiên trong sáng. Mình biết là mình đang shopping, mình biết mình đang đi câu cá, mình cứ hồn nhiên trong sáng. Đấy, mình gọi là sống thuận với pháp mà, mình cứ theo đó mình đi. Còn giáo lý học nhiều chỉ là sở tri trước, sở tri học cho nhiều rồi nó làm rối cái đầu nặng lắm. Mà đôi khi mình đang cần cho nó nhẹ mà, nhẹ thì nghe thì nó suông thiệt đó. Nhưng mà tôi nói thật, Phật tử mà không biết giáo lý hồi còn trẻ tuổi á thì ok, nhưng mà cái thứ mà tới hồi nó đổ bệnh ra, nó nằm cái đầu nó rỗng không, rác không ở trong, thì lúc đó tu cái gì? Lúc đó là nghe thấy ai mà lại gần như chánh niệm, là lúc mình mơ hồ tới mình không biết thân mình nó được cấu tạo ra sao, thân tâm mình nó là cấu tạo ra sao, vận hành ra sao. Tôi nói rõ luôn, trong room này có nhiều người nói rằng tôi là bác sĩ, tôi là dược sĩ, không, tôi biết rõ cái cấu tạo sinh học của con người, cái biological structure nó ra sao tôi biết. Rồi bây giờ tôi phải học kinh Phật thì tôi thấy đâu có cần ba cái vụ mà tâm sở. Tôi đã biết rõ cái biological, tôi biết rõ đâu có cần học chi. Các vị nhớ cái này, Đức Phật là phân tích thân tâm và thế giới này theo cái hướng mà dành cho hành giả, dành cho hướng, theo cái hướng dành cho hành giả. Tức là cứ theo cái cách đó thì mình mới thấy rõ mình, thấy rõ được cái thân mình, tâm mình. Còn cái cách phân tích khoa học, thứ nhất khoa học chỉ phân tích cái gì thuộc về vật chất thôi. Các vị nên nhớ rằng nội cái não bộ, cái hũ chao này của mình, khoa học họ biết không hết. Nó 100 tỷ neuron lên đó. Mà chưa biết, chứ như cái hippocampus trên đây nè, cái bộ phận, cái khâu nào là nó gì, chịu trách nhiệm về tình cảm, cảm xúc, trí nhớ, yêu đương, hờn giận, sợ hãi. Những cái chỗ nào là chỗ chịu trách nhiệm về khẩu, về vị giác, ăn uống, tùm lum hết. Nó từ nói nghe thì nó đã hiện, nhưng thật ra không biết hết. Bằng chứng là họ cũng bó tay trong trường hợp mà coma sâu. Có những người chứ coma có chừng vài phút rồi nó chết ngắt, nó chết não rồi. Nó coma trong vòng 5 phút là chết não. Có người nó quất cho mấy năm trời mà nó bình phục, nó không chịu chết là sao? Có rất là nhiều chuyện mà tại sao có, mình không thể phủ nhận cái vấn đề mà tâm linh trụ tượng. Cũng cha đó, mẹ đó mà tại sao đẻ ra một cái thằng tội nó khôn bằng trời, nó ngu như vịt. Tại sao? Why? Cũng cái gene đó chứ, cái gene đó. Đấy, cũng cái mã cái di truyền cái trang đó. Yeah. Rồi người ta còn lấy cái não bộ của Einstein gì ta nghiên cứu thì ta thấy trong đó nó những cái nếp gấp nó hơi có khác hơn người một chút chi. Mà nó giọng quá giỏi nên người ta ráng người ta bươi ra. Chứ thật ra những cái gì mà máy ảnh mà nó chụp được mắt thường mà thấy được thì nó rất là thô thiển so với cái tinh vi cực kỳ của não bộ. Mà não bộ nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái gọi là nền tảng của tâm thức. Nó một phần rất nhỏ. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Cho nên khoa học hoàn toàn bó tay trước cái gọi là tâm pháp, tức là cái đời sống tâm linh tinh thần của chúng sinh. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi là người học và người dạy, tôi viết sách về Thiền Đạt, nhưng mà tôi vẫn phải nói tôi không có cuồng như nhiều người tưởng. Đối với tôi, những gì mà được trình bày về tâm, về sắc, đó là những cái gợi ý thôi. Chúng ta phải học rồi sống chánh niệm. Còn cái chuyện thấy gì đằng sau của đó là mày móc tính. Nhưng mà trước mắt mình phải học. Nhưng mà kêu tôi tin cuồng những gì tôi học cho đó là chân lý tuyệt đối thì không. Bởi vì chính Đức Phật, khi Ngài nói đến thọ, khi Ngài nói đến định xúc, khi Ngài nói đến ái, về tưởng, về tư, Ngài có nhiều cách nói lắm. Nhưng Ngài phải còn cách nói, nhớ nha. Nhưng mà mình phải học hết, phải học hết để rồi yên tâm
mà tu tập, không thể nào dốt mà tu tập được. Tuy nhiên đừng có cực đoan cho rằng không cần học gì hết, bởi vì nghe nói học cho đã mà bốn cái mình đắc nó không giống cái mình học, mình không thể học. Sai. Cái nồi canh chua nó không phải là cái tờ giấy viết công thức, nhưng mà mình không thể phủ nhận cái tờ giấy viết công thức, vì không có cái tờ giấy đó mình không nấu được nồi canh chua. Mặc dù nấu xong là ăn cái nồi canh, mình ăn cái tô canh, mình không ăn cái tờ giấy đó, nhớ nha. Rồi, ở đây cũng vậy, cái cực đoan thứ nhất, cắm đầu làm một sách mà quên hành trì, đó là một cực đoan. Cho rằng tu không cần học gì hết, cứ bắt ta vô hít thở mỉm cười là đủ rồi, giữ tâm trong sáng để an lạc hiển tiền, đó cũng là cực đoan. Đấy, cho rằng là cứu cánh giải thoát là tất cả, ngoài ra là chỉ ra, cũng lại là cực đoan. Mà chìm sâu ở trong cái thế giới thường nhật cũng là cực đoan. Mà mình phải sống có này có kia, ví dụ như là mình gọi là tu hành là giải thoát, là cứu cánh cao nhất. Nhưng mà trong đời sống mình vẫn phải là một người chồng, một người cha, một người vợ, một người thầy, một người trò dễ thương, vẫn là một người, một thành viên xã hội dễ thương, có trách nhiệm. Yeah. Chứ mình phải nói mình tu cái là mình chỉ biết có tam bảo, chỉ có giải thoát niết bàn, mình biết là sai. Nhưng mà mình cả đời cứ cắm đầu ở trong cái thế giới đời sống xã hội càng sai. Vùi đầu làm có một sách là sai. Không chịu học gì hết mình mà cứ là làm con chim cú với gốc cây là sai. Đấy, phải có này phải có kia. Đấy, thì nội dung giáo lý ok thì gom chung lại vậy, tức là học để biết rõ mình là ai, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu, và hiện giờ mình nên làm gì. Đấy, nhớ nhà học giáo lý nó để làm đúng chuyện đó. Mình là ai, là cái gì trong cuộc đời này, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu, và ngay bây giờ mình phải làm gì. Đó chính là cái nội dung mà chúng ta sẽ bắt gặp trong cái cuốn A Tỳ Đàm căn bản outline Abhidhamma mà tôi vừa giới thiệu đó, năm tác giả. Và giáo sư Ray Davis của Anh cũng có nói thế này: A Tỳ Đàm nói cho ta biết những gì trong ta, ngoài ta và chung quanh ta. Và một doanh nhân người Mỹ cũng có một câu tôi rất là thích: những vấn đề trước mặt ta, sau lưng ta, trên ta, dưới ta, chung quanh ta đều rất nhỏ so với vấn đề bên trong ta. Đấy. Ok, đó là nội dung của bài giảng bữa nay. Thấy ông Kiên cái mặt cũng buồn ngủ quá, tôi biết tôi giảng mà tôi thấy cái mặt tôi thấy thở khờ đó, bơ bơ rồi. Ok, chúc các vị một ngày vui, và hẹn gặp lại ngày sau. Dạ, sa rư sa rư. Cảm ơn sư. Dạ, tri ân sư. Dạ, con chào sư. Rồi, nhân sinh báo gì không? Dạ, chắc không thông báo gì, mà cũng cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi những bài học của sư giảng. Và cũng kính mời quý vị cứ tiếp tục theo dõi những bài của sư giảng trong chương trình tiếp. Tại vì mỗi một lần sư giảng đó là mỗi một bài học mới, và cũng là một cái tiến trình càng ngày càng đi lên cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tới. Chúc quý vị một buổi tối. Tôi sẽ đưa mấy cái link để mà vô mấy cuốn sách mà sư nói đó ở trong toaikhanh.com/zoom nha. Ok. Dạ. Rồi, cảm ơn. Rồi.